Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 52. Chỉ có vài người trong vài người nhà họ Vương, Sở và người của ba gia tộc kia chú ý tới sự khác thường của Lý Dục Thần. Làm sao vậy, cậu Lý, Sở Giao đứng bên cạnh Lâm Mộng Đình, nên cũng nhìn thấy rõ nhất. Không có gì, Lý Dục Thần thu lại châm độc trên tay, rồi lặng lẽ xoay người lại. Là ai? Lâm Mộng Đình không tin hung thủ có thể thoát được con mắt của Lý Dục Thần. Tạm thời đừng quan tâm nữa, Lý Dục Thần dương mắt nhìn về phía trước. Lúc này, sư phụ Vinh và ông chủ Vương đứng dựa lưng vào nhau, xung quanh là đám đệ tử Tần Môn. Phía sau đệ tử Tần Môn là Tôn Trường Hải, con rắn trên cổ tay ông ta ngẩng đầu lên, lè lưỡi ra một cách kiêu ngạo. Lão Vinh, ông không sao đó chứ? Ông chết rồi thì tôi không chết được đâu. Được rồi, đừng mạnh miệng như vậy nữa, cứ tiếp tục thế này, hai ta sẽ dây dưa tới chết mất. Vậy làm sao bây giờ? Muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Bắt thế nào? Ông là đầu bếp, ông giết rắn. Tôi là ông chủ, tôi sẽ chặn nó. Được. Sư phụ Vinh đồng ý, dứt khoát ngừng tay lại, trốn phía sau ông chủ Vương mà thở dốc, trông như sắp không chịu nổi nữa rồi ấy. Ông chủ Vương khua hai tay, đại khai đại hợp, dùng trưởng phong càn quét xung quanh, bảo vệ sư phụ Vinh. Xem các người có thể kiên trì được bao lâu. Tôn Trường Hải nhẹ nhàng nhấc tay, con rắn trên tay lại bay tới. Tuy tốc độ của rắn bình thường cũng rất nhanh, nhưng đó là nhắm vào người thường, còn trong mắt sư phụ Vinh, nó cũng chỉ nhanh như con giun bò mà thôi. Nhưng con rắn này lại như một bóng ma, hoặc có thể nói là nó đã xuyên qua không gian, loáng một cái đã xuất hiện ở đằng sau lưng ông chủ Vương rồi. Sư phụ Vinh nheo mắt lại, nhìn con rắn đang lao về phía mình. Tay phải của ông ta bị tàn tật, căn bản không thể nhấc lên nổi nữa, chỉ còn lại mỗi tay trái. Nhưng không biết là đã kiệt sức hay không phản ứng lại kịp mà tay trái của ông ta lại không hề nhúc nhích. Đúng lúc này, ông chủ Vương đột nhiên quát lớn, này. Hai tay ông ấy vừa lật, cơ thể bỗng nhiên phình to ra, quần áo trên người lập tức nứt thành từng mảnh nhỏ, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Lòng bàn tay ông ấy đỏ rực như bàn là, màu đỏ ấy nhanh chóng lan lên trên, dọc theo cánh tay tới đầu vai, trong nháy mắt, toàn bộ tấm lưng đã đỏ lên như một tấm sắt bị nung đỏ. Sư phụ Vinh đột nhiên né được con rắn đen một cách vi diệu, con rắn đen cắn vào tấm lưng đỏ rực của ông chủ Vương. Ông chủ Vương kêu lên thảm thiết, toàn bộ lưng đều biến thành màu đen. Tôn Trường Hải cười khinh bỉ, hừ, muốn dùng chân khí chu sa để ngăn cản nọc rắn của tôi ư, ngu ngốc. Nhưng ông ta còn chưa kịp nói xong, nụ cười của ông ta đã cứng đờ lại. Khi sự chú ý của mọi người đều tập trung vào lưng của ông chủ Vương, sư phụ Vinh đột nhiên thay đổi tư thế, tiến lên một bước, vượt qua rào cản của mười mấy đệ tử Tần Môn trước mặt với tốc độ nhanh như chớp, lao về phía Tôn Trường Hải. Không ai thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy Tôn Trường Hải ôm bả vai, lui về phía sau hai bước một cách đau đớn, bao tay của ông ta đã bị cắt đứt rơi xuống đất. Sư phụ Vinh đứng ở đó, cánh tay phải hơi rũ xuống, tay trái vẫn giữ nguyên tư thế lao về phía trước, lưỡi đao giữa các ngón tay nhuốm đầy máu. Đệ tử Tần Môn sau lưng ông ta đều sửng sốt, sau đó đồng loạt sờ lên cổ mình rồi ngã xuống đất. Chỉ thấy trên cổ bọn họ xuất hiện một vết rạch mảnh màu đỏ, máu tươi ồ ạt chảy ra, chảy dọc xuống mặt đất. Tốc độ và uy lực một nhát đao của sư phụ Vinh khiến mọi người ở đây cảm thấy kinh hãi. Mọi người cũng không dám tin vào mắt mình, trên đời này lại có cây đao nhanh như vậy sao? Ngay cả Lý Dục Thần cũng phải bất ngờ. Một nhát đao này đã vượt xa thực lực của sư phụ Vinh, có thể nói là đã vượt xa khả năng của người bình thường trong lúc tuyệt vọng. Sư phụ Vinh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, máu dính trên lưỡi đao giữa các ngón tay đang nhỏ giọt xuống mặt đất. Không phải ông ta đang cố tỏ ra ngầu lòi mà một nhát đao này cũng đã tiêu hao hết toàn bộ công lực của ông ta. Sức lực của ông ta gần như đã bị rút cạn, hơn nữa ông ta vốn đã trúng nọc rắn, ông ta bây giờ đã suy yếu tới mức một đứa nhóc 3 tuổi cũng có thể xô ngã được. Tuy Tôn Trường Hải bị chặt đứt một tay, nhưng nếu lúc này tấn công, ông ta cũng có thể dễ dàng giết được sư phụ Vinh. Nhưng đương nhiên ông ta đã bị một nhát đao này của sư phụ Vinh trấn trụ, bất giác lui về phía sau, kinh hãi chỉ vào sư phụ Vinh, nhất. Nhất đao xuân.
Tôn Trường Hải bị đứt lìa cánh tay khiến con rắn đen nhất thời mất khống chế. Ông chủ Vương trở tay một phát đã bắt được con rắn đen. Dù lưng ông ấy đã trở thành màu xanh đen nhưng lòng bàn tay vẫn đỏ rực như cũ. Hai mắt ông ấy sắp nứt ra, hai tay nắm chặt, một làn khói bốc lên từ cơ thể con rắn kia, mọi người lại ngửi thấy được mùi thịt nướng khét lẹt. A! À. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, Tôn Trường Hải phun ra một ngụm máu, rồi ngã gục xuống đất. Con rắn này là linh xà mà ông ta dùng tinh huyết nuôi dưỡng, linh xà chết, tâm hồn của ông ta cũng bị trọng thương. Đám đệ tử Tần Môn còn lại không biết phải thế nào, họ đồng loạt nhìn về phía Tần Thụ Nghĩa. Vẻ mặt Tần Thụ Nghĩa vô cùng khó coi. Lý Dục Thần không ra tay, ông ta cũng không tiện ra tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Dục Thần chỉ dẫn theo hai người, đệ tử Tần Môn lại nhiều như vậy, làm trò trước tất cả lão đại trong thủ đô, nếu chỉ vậy cũng bắt không được, còn muốn dựa vào ông ta, như vậy thật sự quá mất mặt. Vốn tưởng rằng có Tôn Trường Hải ở đây có thể dễ dàng bắt được hai người Vinh Vương, nhưng không ngờ tới một nhát đao cuối cùng của sư phụ Vinh lại chặt đứt cánh tay của Tôn Trường Hải sau khi giết hơn mười mấy đệ tử Tần Môn. Thảo nào Tôn Trường Hải nghĩ sư phụ Vinh là Nhất Đao Xuân. Tần Thụ Nghĩa đã từng thấy Nhất Đao Xuân, nếu năm đó không có ông ta âm thầm hỗ trợ, Trương Điên thật sự không thể nào giết được Nhất Đao Xuân. Nhưng một nhát đao ngày hôm nay của sư phụ Vinh rõ ràng đã vượt xa Nhất Đao Xuân. Đao của ông ta không chỉ nhanh mà trong đó còn ẩn chứa kiếm khí. Tới lúc này, Tần Thụ Nghĩa thật sự phải ra tay rồi, mặt mũi đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là thắng thua. Tìm chết. Tần Thụ Nghĩa tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ, lạnh lẽo vô cùng. Bầu không khí vừa mới bị Chu Sa trưởng của ông chủ Vương khuấy động đột nhiên trở nên lạnh lẽo như đột nhiên trời đổ mùa đông giữa mùa hè vậy. Tần Thụ Nghĩa duỗi cánh tay ra, cánh tay của ông ta dài ra một cách kỳ lạ, một đầu rũ xuống mặt đất, bàn tay đâm sâu xuống lòng đất, vết nứt của nền đất cẩm thạch xung quanh cổ tay ông ta lan ra bốn phía. Những người hiểu biết trong số những người có mắt kêu lên, quỷ thủ. Đây thật sự là quỷ thủ, tuyệt chiêu của Tần gia. Người này còn chưa kịp nói hết câu, nền đá cẩm thạch bên cạnh ông chủ Vương và sư phụ Vinh đã nứt ra, một bộ móng vuốt xương trắng nhô lên khỏi mặt đất mang theo luồng khí tức chết chóc như xương khô của cương thi bị chôn giấu dưới mặt đất hàng ngàn năm, lao về phía bọn họ. Cảnh này khiến người xem kinh hãi rùng mình. Dù vừa rồi có đánh nhau kịch liệt cỡ nào, dù Chu Sa trưởng có khí phách cỡ nào, đao pháp Vinh môn có nhanh cỡ nào, thậm chí cả linh xà kỳ lạ kia vẫn đều nằm trong phạm vi nhận thức của mọi người. Nhưng hai bàn tay quỷ vươn ra khỏi mặt đất này thật sự đã hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của mọi người. Đặc biệt là Tần gia và hai người Vinh Vương cách nhau khoảng 7-8 mét, ngăn giữa bọn họ còn có một loạt đệ tử Tần Môn. Hiện trường tràn ngập tiếng kêu ngạc nhiên. Khuôn mặt Tần gia dữ tợn như quỷ đói nhìn thấy linh nhục. Nhưng vào lúc này, hai ánh sáng lạnh phóng tới, đâm vào phần xương cổ của hai cả hai tay. Hai bàn tay xương đột nhiên chui lại xuống lòng đất như một con rắn bị dọa sợ. Tần Thụ Nghĩa rên lên một tiếng, thu tay lại rồi đưa tay lên nhìn. Hai cổ tay của ông ta đều bị cây kim thép cắm vào. Lý Dục Thần, Tần Thụ Nghĩa tức giận nhìn Lý Dục Thần, cậu dám mưu sát tôi. Cũng như nhau cả thôi, Lý Dục Thần nói. Tần Thụ Nghĩa thấy phần da trên cổ tay xuất hiện hắc khí mờ ảo lộ ra từ trong xương tủy. Đương nhiên, trên hai cây kim đó có độc, hơn nữa do kim đâm vào xương cốt, nên khí độc thật sự đã tiến vào cốt tủy. A, à, Tần Thụ Nghĩa tức giận, Lý Dục Thần, tên tiểu nhân. Cậu dùng kim độc hại tôi thì sao được coi là anh hùng chứ? Lý Dục Thần nói, trước giờ tôi chưa từng nói mình là anh hùng. Huống gì, cây kim độc này rõ ràng là của ông. Ông đừng nói với tôi, người vừa rồi dùng kim độc bắn tôi không phải là do ông sắp xếp. Mau giải độc đi, chậm thêm nữa thì dù ông có giải được cũng vô dụng. Cái rắm, Tần Thụ Nghĩa vô cùng tức giận. Đây là kim độc của Cát Môn, tôi làm gì có thuốc giải. Tên họ Lý, tôi không ngờ cậu lại là người của lão quỷ Cát Môn. Mau đưa thuốc giải cho tôi. Cát Môn, Lý Dục Thần không hiểu, thấy Tần Thụ Nghĩa như vậy, trông không giống như đang nói dối. Hầu Thất Quý nói nhỏ bên tai anh, Cát Môn cũng là một tổ chức trong giang hồ. Nổ danh ngang bằng các môn phái Vinh, Lan, Yếu,
bọn họ lấy ám sát làm chủ, cho nên lại càng bí ẩn. Lý Dục Thần nhíu mày. Hai tay Tần Thụ Nghĩa đều bị kim đâm, ngón tay không thể nào nhúc nhích, cũng không thể rút kim ra. Ông ta định dùng công lực ép kim ra, nhưng độc tính nọc độc của Cát Môn vô cùng mạnh, hai tay ông ta đã rất tê mỏi, hoàn toàn không còn sức nữa, chứ đừng nói đến vận chân khí. Có thể chính Tần Thụ Nghĩa cũng chưa từng ngờ tới, đường đường là mắt thần tay, tông sư sách môn, bản lĩnh gần như chưa kịp dùng tới đã thua trong tay Lý Dục Thần. A, à, vẻ mặt Tần Thụ Nghĩa hung dữ, Lý Dục Thần, cậu đừng mong được chết tử tế. Lý Dục Thần không thèm để ý tới lời chửi rủa của ông ta, nói, ông chỉ còn 3 phút, khí độc tiến vào tim, chắc chắn sẽ chết. Nói cho tôi biết, 20 năm trước, ông đã làm gì với nhà họ Lý? Người đứng sau lưng ông là ai? Nói mau, tôi sẽ giúp ông giải độc. Hừ, độc của Cát Môn là độc nhất thiên hạ, vừa rồi cậu còn nói kim độc không phải của cậu, cậu lấy cái gì giải độc cho tôi? Tần Thụ Nghĩa trừng mắt nhìn Lý Dục Thần, cậu có thuốc giải, chứng tỏ kim độc chính là của cậu là người Cát Môn. Ai bảo giải độc nhất định phải cần thuốc giải? Lý Dục Thần chậm rãi bước tới. Đám đệ tử Tần Môn còn sống vội vàng nhường đường. Anh đi tới bên cạnh ông chủ Vương, đặt tay lên lưng ông chủ Vương. Ông chủ Vương bị rắn cắn sau lưng, bị trúng độc còn nặng hơn cả sư phụ Vinh, lại không kịp xử lý, giờ phút này nọc rắn đã lan ra khắp cơ thể, thậm chí cả khuôn mặt cũng tràn ngập hắc khí, trông như người sắp chết. Sau khi Lý Dục Thần đặt tay lên, hắc khí trên mặt và cánh tay của ông chủ Vương đã rút đến sau lưng. Lý Dục Thần nhấc tay lên. Chỉ thấy trong lòng bàn tay tràn ngập hắc khí rút ra từ lưng của ông chủ Vương. Ông chủ Vương hít sâu một hơi, khuôn mặt đã nhanh chóng rạng rỡ trở lại. Lý Dục Thần đi tới trước mặt sư phụ Vinh, đặt tay lên vai sư phụ Vinh, cũng dùng cách giống như vậy để rút nọc rắn trên người ông ta ra. Sau đó, anh nhìn Tần Thụ Nghĩa. Tần Thụ Nghĩa cảm giác khí độc đã nhanh chóng lan tới ngực, ông ta biết, mình không cứu được nữa rồi, thật sự muốn chết đi cho xong. Được, tôi nói cho cậu biết, 20 năm trước, tôi nhận lệnh tới tìm một món đồ ở nhà họ Lý. Đồ gì? Một miếng ngọc. Lý Dục Thần biết ngay Tần Thụ Nghĩa đang tìm những mảnh vỡ ngọc thiên hồn của mình. Ai phái ông tới tìm? Sư phụ tôi, Đạm Đài Ngọc. Hầu Thất Quý vừa nghe tới cái tên Đạm Đài Ngọc thì lập tức nhớ tới cương thi dưới lòng cổ mộ, tên quỷ vương khủng bố kia và cả những quan tài chứa đầy châu báu kia nữa. Ông ta nhìn cỗ quan tài đen nhánh trên mặt đất, chúng cũng lớn như quan tài trong cổ mộ. Đạm Đài Ngọc. Lý Dục Thần lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên suy nghĩ tới rất nhiều chuyện. Xem ra miếng thiên hồn bích kia thật sự rất quan trọng tới mức ma giáo cũng phải tìm nó. Rất có thể Đạm Đài Ngọc vẫn ở thủ đô, nấp dưới thân phận sách môn để tìm kiếm miếng ngọc cổ của nhà họ Lý. Chắc chắn ông ta đã từng tới nhà họ Lý, bị Tiêu Sinh theo dõi. Vì thế nhiệm vụ tìm thiên hồn bích mới giao cho Tần Thụ Nghĩa. Tần Thụ Nghĩa là đệ tử của Đạm Đài Ngọc, làm nên tên tuổi nhờ mắt thần tay quỷ, trở thành tông sư sách môn. Thân phận này khiến ông ta có thể dễ dàng có chỗ đứng trong thủ đô, cũng càng tiện cho ông ta tìm kiếm thiên hồn bích. Dù thiên hồn bích ở nhà họ Lý hay đã tràn vào thị trường. Thì ra ông là người trong ma giáo, Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn Tần Thụ Nghĩa. Cái dám! Tôi gia nhập sách môn, học thư pháp hội họa, khắc ngọc nung sứ, cùng lắm là đào quảng tìm vàng, liên quan gì tới ma giáo chứ? Tần Thụ Nghĩa nhất quyết phủ nhận, nhưng đột nhiên phát hiện mình giải thích thế này cứ như giấu đầu lòi đuôi. Lý Dục Thần, mau đưa thuốc giải đây, giải độc cho tôi. Đợi sư phụ trở về, đừng nói là cậu, ngay cả lão quỷ Cát Môn cũng đều bị xử lý. Ông ta vẫn nhận định Lý Dục Thần có liên quan tới Cát Môn. Còn hai cây kim độc kia chính là thứ chuyên dùng để đối phó mình. Lý Dục Thần lười giải thích, hỏi, sau lưng ông, ngoài Đạm Đài Ngọc còn có ai nữa? Hết rồi, Tần Thụ Nghĩa nói. Hết rồi, Lý Dục Thần lạnh lùng cười một tiếng, Đạm Đài Ngọc mấy ngày nay không liên hệ với ông đúng không? Ông đừng nói với tôi là hành động của ông đều là do ông chủ động. Tần Thụ Nghĩa sửng sốt, ông ta không hiểu tại sao gần đây Đạm Đài Ngọc đột nhiên mất liên lạc. Tại sao Lý Dục Thần lại biết được? Ông ta mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu, dẹp bỏ suy nghĩ này. Lý Dục Thần, rốt cuộc cậu muốn biết điều gì?
Ai là người mời Baya tới? Quan tài tuyệt hộ là chủ ý của ai? Tông đàn của các người ở đâu? Và có bao nhiêu người? Lý Dục Thần hỏi một lèo, sau đó nhắc nhở, ông còn một phút. Trán Tần Thụ Nghĩa thấm đầy mồ hôi lạnh, khí độc đã lan tới mặt ông ta, nửa khuôn mắt đã chuyển sang màu xanh lơ. Đều là do Tôn Tiên Sinh phụ trách liên hệ. Tôn Trường Hải. Lý Dục Thần quay đầu lại nhìn mới phát hiện Tôn Trường Hải đã biến mất. Đám người cũng ngạc nhiên. Tôn Trường Hải bị một nhát đao của sư phụ Vinh chặt đứt cánh tay, linh xà ông ta nuôi dưỡng đã chết, dẫn tới tâm thần bị ảnh hưởng, gần như trở thành phế nhân. Sự chú ý của mọi người đều đang tập trung trên người Lý Dục Thần và Tần Thụ Nghĩa, không ai để ý Tôn Trường Hải đã đi đâu. Vị trí Tôn Trường Hải hộc máu ngã xuống đất rất gần cổng, sư phụ Vinh và ông chủ Vương nhìn nhau, tâm linh tương thông mà cùng nhau hành động, lao về phía cổng. Lý Dục Thần không cản họ, anh nhìn Tần Thụ Nghĩa, nói, Tôn Trường Hải liên hệ với ai, đừng nói là ông không biết. Lữ Hiền, Tần Thụ Nghĩa nói. Cái gì? Lý Dục Thần lắp bắp kinh ngạc. Không phải Lữ Hiền đều đã bị ông nội Hữu Toàn giết rồi sao? Chính miệng Khiếu Uyên đã nói, ông ta và ông nội Hữu Toàn đã cùng tới Mạc Bắc giết chết Lữ Hiền. Châu Khiếu Uyên không có lý do gì để lừa anh, hơn nữa còn rất khớp với lời Tiêu Sinh nói, không thể giả được. Chẳng lẽ Lữ Hiền chưa chết? Hay là năm đó ông nội Hữu Toàn giết nhầm người, người đó không phải Lữ Hiền? Lữ Hiền đang ở đâu? Tôi chỉ biết ở Mạc Bắc, cụ thể là ở đâu thì không biết. Mạc Bắc, điều này cũng giống như những gì Châu Khiếu Uyên nói cách khác, năm đó ông nội Hữu Toàn không giết nhầm. Tôn Trường Hải biết ư. Ông ấy là đồ đệ của Lữ Hiền. Lý Dục Thần gật đầu, vấn đề cuối cùng. 20 năm trước, ông có tham gia vào cuộc tàn sát nhà họ Lý hay không? Mọi người ở đây đều lắp bắp kinh hãi, bắt đầu sôi nổi. Nhà họ Lý thật sự bị tàn sát sao? Không thì sao lại đột nhiên biến mất được chứ? Vậy cũng tàn nhẫn thật, trên dưới nhà họ Lý có mấy trăm người lận đó. Chưa hết đâu, nhà họ Lý không chỉ có mỗi căn nhà đó, ở Kinh Giao còn có mười mấy trang viên, lại còn có chi nhánh khắp nơi, cộng thêm họ hàng thân cận, nói mấy ngàn người còn là ít đấy. Thảo nào Lý Dục Thần thù dai đến vậy, thậm chí còn dùng cả thủ đoạn hèn hạ như hạ độc. Mối thù diệt môn, hạ độc thì có là gì, nếu Tần gia có liên quan tới chuyện 20 năm trước thì đây cũng là báo ứng. Dù sao cũng không đáng mặt anh hùng, nếu anh ta đấu một chọi một với Tần gia thì tôi sẽ nể phục anh ta. Một chọi một, biệt danh quỷ thủ là để trưng thôi sao? Chỉ với một tay như vừa rồi của Tần gia thôi, tên họ Lý kia đã chết nhăn răng rồi. Chấm. Vẻ mặt Tần Thụ Nghĩa tối sầm lại, không biết là do độc hay nhớ tới chuyện cũ năm đó. Lý Dục Thần, tôi bảo không thì cậu có tin tôi không? Có bản lĩnh thì giải độc cho tôi trước đi, ta sẽ nói cho cậu biết về chuyện 20 năm trước. Lý Dục Thần cười khinh bỉ, móc hai ngón tay, hai cây kim trên cổ tay lập tức bay ra. Luồng hắc khí kia cũng bay ra theo như cái đuôi. Cạch cạch hai tiếng, hai cây kim đâm sâu vào ván quan tài. Màu đen trên mặt Tần Thụ Nghĩa nhanh chóng biến mất, rồi lui về phía cổ tay, cuối cùng biến thành điểm cuối của điểm đen và biến mất trong không trung. Tần Thụ Nghĩa đưa tay lên nhìn, hai quỷ thủ khiến ông ta tự hào coi như đã được cứu rồi. Ông ta vội vàng lấy viên thuốc ra nhét vào miệng, vận chân khí tuần hoàn một vòng trong cơ thể. Khi cảm thấy dễ chịu hơn mới yên tâm. Được, bây giờ ông có thể nói rồi, Lý Dục Thần nói. Ánh mắt Tần Thụ Nghĩa lập lòe, vẻ mặt do dự. Ông đã nhận định Lý Dục Thần là người cát môn nhiều sát thủ, ai ai cũng khó chơi, hơn nữa đều ẩn giật thần bí, chọc phải người cát môn sẽ vô cùng phiền phức. Huống gì ngay cả sư phụ ông ta, Đàm Đài Ngọc cũng phải né xa lão quỷ cát môn kia ba thước. Nhưng trong cục diện hôm nay, ông ta thật sự không còn đường lui nữa rồi. 20 năm trước, tuy ông ta không tiếp tay tham dự vào cuộc chiến nhà họ Lý, nhưng lúc đi tìm Dư Nghiệt nhà họ Lý, ông ta đã phí không ít sức, cũng giết không ít người. Hôm nay ông ta và Lý Dục Thần chỉ có một người có thể sống sót trở ra. Tần Thụ Nghĩa tin rằng, người này chính là mình. Lý Dục Thần dựa vào ám khí cát môn và thuốc độc, chỉ cần ông ta cẩn thận một chút. Hoặc là đánh đòn phủ đầu không cho anh cơ hội thi triển ám khí và hạ độc thì sẽ không thua.
Huống gì hai người Vương Vinh đã đuổi theo Tôn Trường Hải, điều này có thể khiến ông ta chuyên tâm đối phó với Lý Dục Thần. 20 năm trước, Tần Thụ Nghĩa thở dài một hơi, quỳ xuống trước mặt Lý Dục Thần, nhìn có vẻ là định dập đầu. Mọi người đều ngạc nhiên vì hành động của ông ta, đường đường là tông sư sách môn nhưng lại quỳ xuống như thế. Nhưng đúng lúc này, nền đất dưới chân Lý Dục Thần đột nhiên nứt ra, dưới lòng đất có rất nhiều xương tay vươn ra, những khúc xương trắng nõn dựng lên như cột điện, lòng bàn tay tạo thành một mái vòm trên không, vây Lý Dục Thần ở bên trong. Tần Thụ Nghĩa sử dụng quỷ thủ, chỉ là lần này nhờ có tư thế quỳ xuống dập đầu che giấu nên ra tay vô cùng bí ẩn. Ông ta bật cười, ha ha ha, Lý Dục Thần, vừa rồi không cẩn thận rơi vào bẫy của cậu, giờ cậu không còn ám khí và thuốc độc nữa rồi, tôi xem cậu còn có bản lĩnh gì. Ha 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 ha, hôm nay, ta sẽ cho cậu nếm mùi lợi hại của quỷ thủ. Dứt lời, ông ta nhấc tay dưới lòng đất lên, những chiếc xương cao chót vót giam giữ Lý Dục Thần như nhà giam lập tức chìm xuống, có vẻ như định lôi Lý Dục Thần xuống lòng đất. Mọi người đều kinh hãi. Đây là định tiếp tay đưa người xuống địa ngục sao? Sau một trận xôn xao, xương cốt xung quanh Lý Dục Thần rơi xuống đầy đất. Tần Thụ Nghĩa hét lên thảm thiết, khi rút tay lại, ông ta phát hiện bàn tay mình đã biến mất, chỉ còn lại đoạn cổ tay trụi lùi, trên đó còn dính đầy máu lẫn với bùn đất. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Tần Thụ Nghĩa hoảng sợ dùng cổ tay chỉ vào Lý Dục Thần. Lý Dục Thần lạnh lùng nói. Vốn còn muốn giữ lại một con đường sống cho tần môn của ông, tự ông không cần thì cũng đừng trách tôi. Hôm nay, tôi sẽ dùng máu tần môn các người để tế tổ tiên nhà họ Lý đã chết vào 20 năm trước. Dứt lời, anh chỉ tay. Mọi người chỉ thấy một tia sáng đen lóe lên. Không ai thấy rõ đó là cái gì. Lại thấy đầu của Tần Thụ Nghĩa và đệ tử tần môn còn lại đều rơi xuống đất. Bọn họ lộc cộc quay cuồng trên mặt đất như quả bóng cao su bị một đám trẻ con đá loạn. Tần Thụ Nghĩa đập dầm vào quan tài rồi mới dừng lại, đôi mắt trợn trừng nhìn không chung như kiểu đến chết cũng không thể tin nổi. Lý Dục Thần vung tay lên, thi thể của Tần Thụ Nghĩa lập tức bay lên, rơi vào cỗ quan tài đen nhánh mà sư phụ Vinh mang tới. Tiếp đó, thi thể của những đệ tử tần môn khác cũng bay lên rồi đồng loạt rơi vào quan tài. Cỗ quan tài này tuy lớn, nhưng nếu đặt trên một mặt phẳng thì nhiều lắm cũng chỉ chứa được 4-5 người, đây có hàng chục người sao có thể chứa hết được. Các thi thể được xếp chồng cao lên đến vài mét. Cuối cùng, Lý Dục Thần lật tay lại, nắp quan tài trên mặt đất lập tức bay lên, xoay vài vòng trong không trung, rồi bay đến chỗ cực cao, đè một cái dầm lên đống thi thể rồi ép mấy chục cỗ thi thể vào trong quan tài. Mọi người nhìn mà sởn gai ốc. Đây nào có phải quan tài? Đây rõ ràng là nồi áp suất. Lý Dục Thần xoay người nhìn những nhân vật nổi tiếng trong thủ đô. Mấy trăm người ở đây là đại diện cho hào môn thế gia và những nhân vật có danh tiếng trong toàn bộ thủ đô. Những lão gia, phu nhân, công tử tiểu thư bình thường luôn kiêu ngạo đó. Giờ phút này đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Lý Dục Thần, thậm chí còn có người cúi gằm mặt xuống. Bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được sự áp lực kinh khủng thế này từ ai cả. Ánh mắt Lý Dục Thần lặng lẽ đảo qua từng người, sau đó cao giọng. Các vị, nhà họ Lý của tôi từng là thế gia đệ nhất thủ đô, nhưng lại bị kẻ gian hãm hại, bị tiêu diệt trong một đêm. Hôm nay, Lý Dục Thần tôi đã trở về để đáp trả mối thâm thù huyết hải này. 20 năm trước, phàm là những người tham gia vào vụ huyết án diệt môn nhà họ Lý, trên tay có dính máu tươi của người nhà họ Lý. Chỉ cần chủ động bước ra, tất cả đều có thể được giảm tội. Nhưng nếu định lừa dối tôi, một khi bị tôi phát hiện ra thì sẽ nhận kết cục giống như tần môn. Dứt lời, anh nhấc tay trái lên, cỗ quan tài chứa hàng chục thi thể tần môn dựng thẳng lên, lơ lửng giữa không trung. Lý Dục Thần đẩy tay phải về phía trước, quan tài lập tức bay về phía bắc, nhanh chóng hóa thành một chấm đen trong không trung, rồi biến mất. Chấm. Cách Yên Bắc Viên mấy chục dặm về phía bắc là chân núi Yên Sơn. Trên một ngọn núi hoang vu, có một vài người đang đi săn, một người trong đó Ngô Đại Minh, giám đốc đại lý xe Giao Quang. Bên cạnh Ngô Đại Minh là một tên béo đang cầm súng săn bắn vào một khu rừng cách đó không xa. Một con hoáng vàng lao ra, nhảy loạn xạ như mất phương hướng, rồi nhanh chóng ngã gục xuống đất. Tên béo bước tới, xách con hoáng vàng lên, cười ha ha. Cái thứ nhát gan,
viên đạn còn chưa bắn chúng nó, anh xem nó sợ co rúm vào này, ha ha ha. Ngô Đại Minh ủ rũ, không có hứng thú. Tên mập nói, Đại Minh, đừng buồn nữa, anh không phải giám đốc đại lý xe Giao Quang rồi sao, không làm thì không làm thôi, có gì mà không được chứ. Ngô Đại Minh nói, nhưng sau khi con nhóc Sở Giao kia lên tiếng, đại lý xe nào trong thủ đô còn cần tôi nữa. Tên béo lạnh lùng cười, Sở Giao là cái thá gì? Tương lai của nhà họ Sở cuối cùng cũng về tay cậu Sở thôi. Ánh mắt Ngô Đại Minh sáng lên, cậu Sở. Tên béo cười nói, anh là người của cậu Sở mà, sao mà cậu Sở bỏ rơi anh được? Cậu Sở nói chỉ cần anh làm thay cậu ấy vài việc, sau này toàn bộ câu lạc bộ Giao Quang đều có thể giao cho anh. Thật sao, cậu ấy muốn tôi làm gì? Đơn giản lắm. Tên béo vẫy tay với Ngô Đại Minh, bảo anh tới gần một chút. Ngô Đại Minh đi tới. Lúc này, bỗng nhiên ầm một tiếng, một cỗ quan tài không biết từ đâu bay tới, rơi trúng người tên béo, sau đó đâm dầm vào vách đá. Một con hoáng vàng rơi từ trên trời xuống, nhảy loạn xạ trên mặt đất rồi trốn vào rừng cây. Ngô Đại Minh đứng ngơ ngác tại chỗ, quay đầu lại thấy đầu quan tài lộ ra trên vách núi. Chấm. Sư phụ Vinh và ông chủ Vương đã trở lại. Không tìm được, sư phụ Vinh cúi đầu, tên này rất gian xảo, để ông ta chạy mất rồi. Ông chủ Vương nói, không thể trách lão Vinh, là vấn đề của tôi chọn sai đường. Sư phụ Vinh nói, không liên quan đến ông, truy đuổi vốn là điểm mạnh của Vinh môn tôi, lần này là tại tôi. Ông chủ Vương nói, phán đoán ban đầu của ông là đúng, nếu không phải tôi cứ cương quyết thì ông ta cũng không trốn thoát được. Lý Dục Thần xua tay, nói, thôi, ông ta đã mất một tay, tâm thần bị hao tổn, chỉ còn lại nửa cái mạng. Đúng lúc này cứ để ông ta tới Mạc Bắc cầu cứu, tốt nhất là Lữ Hiển tự mình tới. Sau khi chuyện kết thúc, những hào môn thế gia lại sôi nổi tới chào hỏi Lý Dục Thần, cả đám đều thề độc rằng mình không có liên quan gì tới việc nhà họ Lý 20 năm trước. Tần Thụ Nghĩa đã chết, Tần Môn cũng không còn, lễ vật bọn họ mang tới đương nhiên cũng sẽ mất tác dụng. Không biết ai đề xuất tặng lễ vật cho nhà họ Lý bày tỏ tấm lòng mà mọi người đều sôi nổi làm theo. Vì thế, những lễ vật vốn định tặng cho Tần gia đều tới tay nhà họ Lý. Điều này khiến Hầu Thất Quý vô cùng bận rộn. Vương Tứ gia chắp tay nói, chúc mừng cậu Lý vượt qua gian mưu, báo được thù lớn. Qua trận chiến này, cậu Lý đã nổi danh khắp thủ đô, từ Nam ra Bắc, không có gia tộc nào không phục, nhà họ Lý lại trở về vị trí số 1. Nếu lời này được thốt ra từ miệng người khác thì có thể sẽ bị coi là nịnh nọt, nhưng nếu là Vương Bách Thuận thì lại khác. Tuy địa vị của Vương Bách Thuận ở trong nhà họ Vương không cao lắm, nhưng dù sao cũng là em trai ruột của Vương Bách Xuyên, bình thường nói chuyện làm việc cũng rất cẩn thận, không phải là người làm việc tùy tiện. Nếu ông ta đã nói như vậy thì chắc chắn đã từng hỏi thăm Vương Bách Xuyên. Nhà họ Vương bây giờ là số 1 trong thủ đô, Vương Bách Thuận nói nhà họ Lý trở lại vị trí số 1, vậy tức là nhà họ Vương đã thừa nhận vị trí của nhà họ Lý. Nhà họ Vương đã thừa nhận. Vậy thì các gia tộc từ Nam ra Bắc không thể nào không chấp nhận. Lý Dục Thần cười nói, Tứ gia, ông đừng tâng bốc tôi quá, nhà họ Lý có phải số 1 hay không, không phải chỉ dựa vào việc tôi đánh mấy tên tiểu nhân đó là quyết định được, những ngày tháng sau này còn dài, còn phải nhờ mọi người dạy bảo nhiều hơn. Sở Giao nói, cậu Lý, Tứ gia đã nói vậy rồi, cậu cũng đừng khách sáo nữa. Vừa rồi tôi đã gọi điện cho bố, bố tôi nói, nhà họ Lý vốn đã là số 1. Không có gì phải tranh cãi nữa. Na Nhữ Bình nói, đúng vậy, trước đây tưởng rằng nhà họ Lý không còn nữa, mới xuất hiện tứ đại gia tộc. Bây giờ nhà họ Lý trở lại rồi, gia tộc của ta đương nhiên cũng phải rời khỏi tứ đại gia tộc, nhà họ Lý là số 1, chắc chắn không phải bàn. Những vị này đều đã nói thế, hào môn thế gia làm gì có ý kiến gì nữa. Huống gì chuyện hôm nay cũng đủ khiến bọn họ chấn động. Thế lực Tần Môn không thua kém bất kỳ gia tộc nào trong tứ đại gia tộc, lại có tông sư chấn giữ, vậy mà Lý Dục Thần nói giết là giết. Tuy Yến Bắc Phiên chuẩn bị yến tiệc thịnh soạn, nhưng có nhiều người chết như vậy, không ai muốn ăn cơm ở nơi xui xẻo này, thế nên sau khi ồn ào một trận, bọn họ lập tức giải tán. Cô Sở, trước khi chia tay, Lý Dục Thần đột nhiên gọi Sở Giao lại. Cậu Lý còn có việc gì sao? Sở Giao nhìn Lý Dục Thần đầy mong đợi.
Lý Dục Thần nói, Đới Đình đâu, tôi nhớ là cô ấy tới cùng cô mà. À, Sở Giao cả kinh, giờ mới nhận ra không thấy Đới Đình đâu nữa. Lý Dục Thần không nói gì nữa, rồi dắt Lâm Mộng Đình. Người mưu hại anh là Đới Đình sao? Lâm Mộng Đình hơi giật mình. Đúng, Lý Dục Thần nói. Vì sao anh không vạch trần ngay tại chỗ đi? Nếu anh tóm người nhà họ Sở ngay tại chỗ, nhà họ Sở cũng quá mất mặt. Ồ, anh còn biết cho người khác mặt mũi cơ à? Lâm Mộng Đình cười nói. Hôm nay là ván cờ sinh tử giữa anh với Tần Môn, anh đã nắm chắc phần thắng, cần gì phải làm loạn cục diện lên. Mấu chốt là anh phát hiện Đới Đình này rất có vấn đề. Vấn đề gì? Tần Thụ Nghĩa nói kia là thuốc độc của Cát Môn, nhưng anh biết, máy phóng châm mà cô ấy dùng để bắn ra hai cây châm đó là cơ quan của Mạc Gia. Hả, ý anh là, Đới Đình cũng là người Mạc Gia, vậy cô ấy là đồng lõa của Chu Thiệu Nghĩa? Không. Lý Dục Thần lắc đầu nói, bọn họ có lẽ là cùng một người. Là cùng một người, Lâm Mộng Đình kinh ngạc, sao có thể chứ? Biện pháp cuối cùng bọn họ sử dụng để thoát khỏi tầm mắt của anh đều là độn thuật ngũ hành Mặc Môn. Mặc dù khoảnh khắc bọn họ trốn vào trong không gian rất ngắn, nhưng vẫn bị anh thấy được bộ mặt vốn có chợt lóe rồi biến mất. Hai người bọn họ thực sự quá giống nhau. Trong Mặc Tử Trầm Trung ngũ hành ký có ghi lại thuật biến hóa ngũ hành của Mặc gia. Mặc dù phải qua 4 lần lượt thiên kiếp mới có thể tùy ý sử dụng, nhưng chỉ dùng để dịch dung thì lại cực kỳ đơn giản đối với đệ tử Mặc gia. Nhưng mà, hai người kia, một nam một nữ, khác biệt cũng quá lớn đi, Lâm Mộng Đình vẫn không dám tin. Lý Dục Thần cười nói, thật ra ngoại trừ giới tính, những cái khác cũng không khác nhau lớn như vậy. Lâm Mộng Đình cẩn thận nhớ lại, hình như đúng là có chuyện này. Chiều cao của Chu Thiệu Nghĩa và Đới Đình không khác nhau lắm, dáng người Chu Thiệu Nghĩa nhỏ gầy, mặc dù khuôn mặt hai người không giống nhau, nhưng từ thần thái cử chỉ tương tự vẫn có dấu vết để lại, có thể tìm ra. Lão Hầu, lại đi tra tìm Chu Thiệu Nghĩa. Lý Dục Thần dựa vào ghế sau, khẽ vuốt lông mày, hy vọng tên này chưa chết. Chấm. Có manh mối và phương hướng, việc điều tra diễn ra rất nhanh. Lúc trước coi Chu Thiệu Nghĩa là thích khách Mặc gia, tưởng rằng ông ta trốn đi, đến cả người nhà cũng không tìm tới. Hiện tại nếu biết Chu Thiệu Nghĩa kia rất có thể là người khác đóng giả, vậy bản thân Chu Thiệu Nghĩa hoặc là đã chết, hoặc là bị người ta giam giữ tại một nơi nào đó. Hầu Thất Quý tìm được Chu Thiệu Nghĩa hấp hối trong một kho hàng bỏ hoang. Ông ta bị trói trên ghế, người trói ông ta treo một thùng nước lọc trên xà nhà. Cái đáy thùng đục được đục một lỗ rất nhỏ, nhỏ nước xuống dưới. Giọt nước vừa vặn nhỏ trên mặt Chu Thiệu Nghĩa, để ông ta không đến mức chết khát. Cũng may Chu Thiệu Nghĩa chỉ bị suy yếu, không bị thương. Trải qua điều trị đơn giản, ông ta đã khôi phục như thường. Chu Thiệu Nghĩa nói người bắt cóc ông ta là một phụ nữ, còn hỏi ông ta rất nhiều câu hỏi, chủ yếu liên quan tới tin tức về tứ hợp viện bên cạnh căn nhà của họ Lý. Hầu Thất Quý hỏi Lý Dục Thần có muốn đến nhà họ Sở lấy ảnh chụp của Đới Đình, đưa cho Chu Thiệu Nghĩa nhìn không? Lý Dục Thần lắc đầu, làm như vậy không có ý nghĩa gì cả. Nếu người ta có thể ngụy trang thành dáng vẻ của Chu Thiệu Nghĩa, vậy lúc đi bắt Chu Thiệu Nghĩa, sao có thể dùng khuôn mặt thật chứ? Chu Thiệu Nghĩa kể về những việc đã trải qua khi mua nhà năm đó. Mười mấy năm trôi qua, ấn tượng của ông ta về cung nhân Lạc rất nhạt nhòa. Gần như không nhớ nổi bề ngoài như thế nào. Trên thực tế, những chuyện ông ta biết hầu như đều nói hết cho tên thích khách bắt ông ta. Có điều, ông ta cung cấp một lời nói khác so với Chu Thiệu Nghĩa giả kia. Ông ta nói cung nhân Lạc không phải cô gái xinh đẹp trẻ tuổi gì cả, mà là một bà lão già. Bà lão già? Lý Dục Thần kinh ngạc, nếu có thể khẳng định được điều này, thì ít nhất có thể loại trừ khả năng cung nhân Lạc là mẹ anh cung Lăng Yên. Có lẽ không già đến mức đó, tôi cũng không nhớ rõ nữa, nhưng ít nhất cũng là phụ nữ trung niên, tuyệt đối không thể nói là trẻ tuổi xinh đẹp, Chu Thiệu Nghĩa nói. Lý Dục Thần khẽ thở dài, hơi hơi thất vọng. Ồ đúng rồi, tôi nhớ bà ấy từng nói, Chu Thiệu Nghĩa bổ sung thêm, bà ấy bán nhà để chuẩn bị ra nước ngoài. Đây là một manh mối, nhưng cũng chỉ là manh mối mà thôi, gần như không có tác dụng gì. Tin tức lấy được từ chỗ Chu Thiệu Nghĩa chỉ có vậy. Sau đó chính là việc đàm phán mua nhà.
Chu Thiệu Nghĩa tìm được đường sống trong chỗ chết, biết được hết thảy nguyên nhân gây ra đều bởi vì căn nhà kia, ông ta chỉ ước gì nhanh chóng bán nhà cho Lý Dục Thần, cho nên giao dịch nhanh chóng được hoàn thành. Bán nhà xong tôi cũng ra nước ngoài, mạng nhỏ quan trọng hơn, Chu Thiệu Nghĩa nói. Lý Dục Thần cười đáp, cô ta từng đóng giả ông một lần, sẽ không đóng giả lần thứ hai. Hầu Thất Quý hỏi, vì sao ông không trở về quê quán? Chu Thiệu Nghĩa lắc đầu nói, có thể trở về thì tôi đã sớm đi, tôi đến thủ đô chính là để tránh nợ quê quán. Mười mấy năm trôi qua, tôi còn tưởng rằng đã bình yên. Chuyện này nhắc nhở tôi, có một vài khúc mắc không dễ dàng vượt qua như vậy, tôi nên trốn xa chút đi. Lý Dục Thần và Hầu Thất Quý không nói thêm gì, người ta muốn đi là tự do của họ, chỉ cần căn nhà có thể thuận lợi sang tên là được. Mua lại nhà, sau đó là thông hai căn nhà với nhau, thiết kế lại rồi trang trí lần nữa. Từ trước khi Lạc Tinh Xương đến, thật ra Hầu Thất Quý đã liên lạc xong với một công ty trang trí sân vườn đáng tin cậy. Sau khi sang tên nhà xong, họ lập tức vào việc. Sở Giao gọi điện thoại tới, nói là tìm được đối đình, nhưng tình huống có chút phức tạp, mời Lý Dục Thần đi một chuyến đến câu lạc bộ Giao Quang. Hầu Thất Quý ở lại trong căn nhà của họ Lý. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình cùng đi đến câu lạc bộ Giao Quang. Trong một phòng nghỉ của câu lạc bộ, bọn họ gặp được Đới Đình Tiểu Tụy. Sở Giao nói, họ tìm được cô ấy tại một câu lạc bộ. Câu lạc bộ này không phải sản nghiệp của nhà họ Sở, nhưng ông chủ của câu lạc bộ và anh trai Sở Giao Sở Chiết có quan hệ rất tốt, Sở Chiết cũng nắm giữ một phần cổ phần, cho nên cũng có thể nói rằng đó là câu lạc bộ của Sở Chiết. Đới Đình nói là Ngô Đại Minh lừa cô ấy đến. Ngày đó cô ấy vốn phải đi cùng Sở Giao tham gia tiệc rượu của Tần gia, quần áo đã chuẩn bị xong xuôi rồi, nhưng Ngô Đại Minh đột nhiên tìm cô ấy bảo có việc cần nói. Dù thế nào, Ngô Đại Minh cũng là nhân viên kỳ cựu của Giao Quang, cũng là thuộc hạ của Đới Đình cho rằng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian nên gặp mặt Ngô Đại Minh. Ngô Đại Minh gọi hai ly trà sữa, Đới Đình uống hai hớp đã ngất xỉu. Lúc tỉnh lại đã ở bên trong câu lạc bộ. Về phần sau đó đã xảy ra chuyện gì bên trong câu lạc bộ, Sở Giao không nói, Lý Dục Thần cũng không hỏi. Nhưng từ sắc mặt Tiểu Tụy và ánh mắt đờ đẫn của Đới Đình, cô ấy nhất định chịu không ít chuyện. Biết đại khái tình huống, Sở Giao bảo Đới Đình nghỉ ngơi thật tốt, cùng Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đi đến phòng làm việc của cô ấy. Sở Giao nhớ tới chuyện ngày đó, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt. Rõ ràng là Đới Đình đi cùng với tôi, ngoài tôi ra, nhà họ Sở còn có mấy người đi cùng có thể làm chứng. Ngày đó tại Yến Bắc Viên, không phải mọi người cũng nhìn thấy cô ấy sao? Người kia không phải Đới Đình, Lý Dục Thần nói. Không phải Đới Đình, Sở Giao vô cùng giật mình, cậu nói là có người giả mạo Đới Đình. Nhưng sao hai người có thể giống nhau như đúc thế chứ? Quả thực như đúc từ cùng một khuôn da. Phải biết rằng, tôi với Đới Đình là bạn thân. Chúng tôi đã ở cùng nhau từ khi lên đại học. Trên đời này có thứ gọi là thuật dịch dung, Lý Dục Thần nói, cô cẩn thận nhớ lại xem, ngày đó Đới Đình đi cùng cô đến Yến Bắc Viên có sơ hở gì không? Sở Giao cẩn thận nhớ lại, hồi lâu sau lắc đầu, không có gì cả, không có bất kỳ sơ hở gì, tôi vẫn cảm thấy đó chính là Đới Đình. Lý Dục Thần lên tiếng, đó chính là nói, quần áo cô ta mặc, trang sức cô ta đeo. Thậm chí đồ trang điểm cô ta sử dụng đều là thứ Đới Đình thường dùng. Chính xác, Sở Giao vô cùng khẳng định. Cô Sở, câu lạc bộ các cô có bao nhiêu nhân viên, Lý Dục Thần đột nhiên hỏi. Sở Giao sững sờ, chợt nhận ra điều gì đó, cau mày hỏi, cậu nói là. Người đóng giả Đới Đình kia chính là người của câu lạc bộ chúng tôi. Không thể khẳng định được, nhưng đến cả đồ trang điểm và nước hoa Đới Đình dùng cô ta cũng không hề chọn sai. Chứng tỏ cô ta rất quen thuộc với Đới Đình. Ngô Đại Minh đẩy Đới Đình ra, tiết điểm thời gian này cũng rất khéo, không loại trừ khả năng bọn họ đã thông đồng từ trước. Sắc mặt Sở Giao biến đổi, gắt gao nhíu mày. Nếu thật sự là người bên trong, lại thông đồng từ trước với Ngô Đại Minh, thì rất có khả năng là anh cả của cô ấy sai khiến. Suy nghĩ này làm Sở Giao hoảng hốt. Phái thích khách ám sát Lý Dục Thần, hậu quả này cô ấy không dám tưởng tượng. Kết cục của toàn bộ tần môn tại Yến Bắc Viên, cô ấy vừa nhớ tới liền hãi hùng khiếp vía. Sở Chiết ơi Sở Chiết, anh đấu với tôi còn chưa tính, sao anh có thể tính kế cả cậu Lý chứ, thật muốn khiến cả nhà họ sợ gặp họa sao?
Sở Giao quyết định, phải nhanh chóng kể chuyện này cho bố biết, nhà họ Sở không thể thua trên tay anh cả. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Vào đi, Sở Giao nói. Một người phụ nữ mặc đồng phục tiến vào, gọi một tiếng chủ tịch, trông thấy Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình ở đây, cô ta có vẻ hơi rụt rè, dừng lại lời muốn nói. Lý Dục Thần nhận ra đây là nhân viên bán hàng Tiểu Trịnh, anh gặp lần đến mua xe hồi trước. Sở Giao giải thích, đây là Tiểu Trịnh, mọi người chắc từng gặp mặt rồi, lần trước cô ta thể hiện rất tốt, cho nên tôi gọi cô ta thay thế Ngô Đại Minh làm quản lý. Lý Dục Thần gật gật đầu, không nói gì. Lâm Mộng Đình lên tiếng, Tiểu Trịnh, chúc mừng cô. Tiểu Trịnh đáp, còn phải cảm ơn cậu Lý và cô Lý. Nếu không có hai người, tôi cũng không có cơ hội lên làm quản lý. Sở Giao nói, Tiểu Trịnh, cậu Lý không phải người ngoài, có việc gì thì cô cứ nói đi. Tiểu Trịnh mới nói, Chủ tịch, có tin tức về Ngô Đại Minh. Ở đâu? Sở Giao hơi kích động hỏi, bởi vì Ngô Đại Minh mấu chốt của mọi chuyện, cũng có thể đòi lại công lý cho đới đình. Bên dưới vách núi phía nam bắc Giao Yên Sơn, lúc phát hiện người đã chết rồi, Tiểu Trịnh nói. Chết rồi, Sở Giao cảm thấy ngoài ý muốn, chết như thế nào? Nói là anh ta và Phiền Đại Thiếu cùng nhau lên núi đi săn. Phiền Đại Thiếu mất tích, thuộc hạ của Phiền Đại Thiếu cho rằng Ngô Đại Minh hại chết Phiền Đại Thiếu, nên vứt Ngô Đại Minh xuống vách núi. Hả, chẳng phải Phiền Đại Thiếu là người của anh trai tôi sao? Sao bọn họ lại đấu tranh nội bộ vậy? Tiểu Trịnh lắc đầu, hiện tại tôi không rõ ràng lắm. Sở Giao xoa xoa trán, sắp xếp lại suy nghĩ lộn xộn, nói, Tiểu Trịnh, cô đi gọi tất cả nhân viên của câu lạc bộ đến, cứ bảo là họp. Còn nữa, chuyện của Ngô Đại Minh và Tổng Giám Đốc Đới đừng truyền ra một chữ nào. Tôi biết, Tiểu Trịnh đi ra ngoài. Sở Giao khoanh tay nói, Ngô Đại Minh chết rồi, manh mối đã bị cắt đứt. Chúng tôi gọi toàn bộ nhân viên đến, cậu Lý có hỏa nhãn kim tinh, tốt nhất có thể giúp tôi bắt được hết người anh trai tôi xếp vào nơi này. Lý Dục Thần cười đáp, tôi không phải là Tôn Ngộ Không, hỏa nhãn kim tinh ở đâu ra. Và lại, tôi chỉ bắt thích khách, bắt nằm vùng là chuyện của nhà họ Sở các cô. Sở Giao cũng biết Lý Dục Thần nói sự thật, bất đắc dĩ cười khổ. Nhân viên nhanh chóng tụ họp. Văn phòng Sở Giao rất lớn, mười mấy nhân viên đứng ở bên trong không hề có vẻ chen chúc. Tiểu Trịnh bưng tới ba ly cà phê, đặt xuống bàn trước mặt họ, nói, ngoại trừ bảo vệ, mọi người đều đến đông đủ. Sau đó chính cô ta cũng đứng chung một chỗ với nhân viên khác. Sở Giao nói, nhân viên nòng cốt của Giao Quang chúng tôi chỉ có từng này, ngoài Giao Quang còn có mấy công ty, nhân viên tương đối lẫn lộn, tra được phiền toái hơn. Lý Dục Thần gật gật đầu, bưng lên cà phê, vừa uống vừa đi qua trước mặt nhân viên xếp thành hàng. Lúc anh đi qua, mỗi một nhân viên đều cảm nhận được khí chàng mạnh mẽ, không phải là cảm giác áp bách, mà là cảm giác khiến người ta hoảng hốt, không giấu được bí mật. Đi được một nửa, Lý Dục Thần đột nhiên a một tiếng. Ly cà phê trong tay rơi xuống đất, thân thể lung lay. Lâm Mộng Đình vô cùng sợ hãi, lao người qua đó, đỡ lấy Lý Dục Thần. Dìu anh quay trở về ghế sofa ngồi xuống, lo lắng hỏi, Dục Thần, anh sao rồi? Lý Dục Thần nhắm chặt hai mắt, bờ môi tím tái, sắc mặt xanh đen, vô cùng đau đớn. Cà phê có độc, Lâm Mộng Đình quay đầu trừng mắt nhìn Tiểu Trịnh. Tiểu Trịnh nhìn Lý Dục Thần nằm nhoài trên ghế sofa, trên mặt lóe lên vẻ đắc ý, còn tưởng rằng lợi hại thế nào, cũng chỉ có thế thôi. Tiểu Trịnh! Là cô, khuôn mặt Sở Giao tràn ngập vẻ không dám tin, vì sao chứ? Tại sao cô lại làm như thế? Tổng Giám Đốc Đới đối xử với cô tốt như vậy, thế mà cô lại hại cô ấy? Sở chiết cho cô bao nhiêu lợi ích? Chủ tịch Sở, cô hiểu lầm rồi, Tiểu Trịnh hơi áy náy nói, tôi không phải người của Sở chiết, Tổng Giám Đốc Đới cũng không phải do tôi hãm hại, chỉ là trùng hợp mà thôi. Thù của Tổng Giám Đốc Đới, tôi sẽ báo cho cô ấy. Ngô Đại Minh đã chết rồi. Kế tiếp là Sở chiết. Cái gì, Sở Giao giật nảy mình, Ngô Đại Minh là do cô giết. Xem như thế đi, Tiểu Trịnh đáp, tôi chỉ là mượn cây đao trong tay đám thuộc hạ ngu xuẩn của Phiền Đại Thiếu mà thôi. Sở Giao giận dữ, cô rất đắc ý hả? Trả thù, ai cần cô trả thù chứ? Cô có biết hai ngày này đới đình chịu bao nhiêu khổ sở tại câu lạc bộ, bị người ta tra tấn thành dạng gì không?
Cô giết Ngô Đại Minh, giết Sở Triết thì có thể làm gì? Thân thể Tiểu Trịnh khẽ run lên, có điều, đôi mắt nhanh chóng trở nên cứng rắn, ánh mắt tràn đầy sát khí như đao. Vậy tại sao cô muốn giết cậu Lý? Anh ấy và cô có thù gì? Sở Giao hỏi. Anh ấy và tôi không có thù oán, tôi chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Tiểu Trịnh chậm rãi đi về phía ghế sofa, dường như muốn xác nhận xem Lý Dục Thần chết chưa. Ai giao nhiệm vụ cho cô? Lý Dục Thần ngồi dậy khỏi ghế sofa, vẻ xanh đen trên mặt nhanh chóng rút đi, bờ môi cũng khôi phục màu máu. Tiểu Trịnh rõ ràng không ngờ tới, thân thể đột nhiên dừng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng cô ta chỉ khẽ sửng sốt trong phút chốc, nhanh chóng phản ứng lại. Thân hình lóe lên, cô ta muốn dùng tiềm hành thuật của Mặc Gia bỏ chạy. Sở Giao trông thấy không gian hình như lóe lên một cái, Tiểu Trịnh đột nhiên biến mất, chỉ còn một chiếc áo khoác rơi xuống từ chỗ cô ta vừa đứng. Nhưng đúng lúc này, Lý Dục Thần đột nhiên đưa tay tóm lấy không khí trước mặt. Một tiếng kêu nhỏ vang lên, Tiểu Trịnh bị lôi ra từ trong hư không, cổ tay bị Lý Dục Thần tóm chặt. Chiếc áo khoác kia còn chưa kịp rơi xuống đất, lúc này trên người Tiểu Trịnh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng nửa xuyên thấu, bao vây lấy dáng người đầy đặn của cô ta. Lý Dục Thần nhẹ nhàng kéo một cái, Tiểu Trịnh lảo đảo nghiêng về phía trước. Cô ta bỗng nhiên nhếch miệng mỉm cười, khóe mắt đuôi lông mày nhiều chút vẻ quyến rũ, nhào vào trong ngực Lý Dục Thần. Anh rời bước sang bên cạnh, tay khẽ vỗ, ném Tiểu Trịnh vào trên ghế sofa. Lúc này trên tay anh nhiều thêm một chiếc nhẫn, đỉnh chiếc nhẫn là một cái gai dài. Lý Dục Thần nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trong tay, thở dài, đồ vật của Mặc Gia quả nhiên làm được thật tinh xảo. Tiểu Trịnh tựa vào ghế sofa, biết phản kháng không có tác dụng, nhìn hằm hằm Lý Dục Thần. Anh đã trúng độc Thất Tuyệt Tán Cát Môn, làm thế nào mà anh lại không có chuyện gì? Lý Dục Thần cười nói, nếu chút độc này có thể hạ độc được tôi sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Anh đã biết trước là tôi. Chỉ đoán được thôi, lần trước tôi gặp cô, tôi đã biết cô song tu võ đạo, cảnh giới còn không thấp. Nhưng giữa thế gian, những người chọn ẩn náu tại nơi thành thị không phải số ít. Cô không chủ động tấn công, tôi cũng không thể khẳng định cô chính là thích khách. Hừ, đã bị anh phát hiện, giết tôi đi, trong mắt Tiểu Trịnh hiện lên vẻ quyết tuyệt, có vẻ không quá xem trọng sống chết. Muốn giết cô thì lần trước cô giả mạo Chu Thiệu Nghĩa đã bị tôi giết rồi, Lý Dục Thần nói. Tiểu Trịnh dường như khá bất ngờ, anh cố ý thả tôi đi. Vì sao chứ? Tôi và Mặc Gia có duyên. Sư phụ tôi từng nói, nếu gặp phải người Mặc Gia, cần phải quan tâm một chút. Nhưng chuyện có thể xảy ra lần một lần hai, lại không thể liên tục đến lần thứ tư. Hai lần trước cô giết tôi đều thả cô, đây là lần thứ ba. Anh muốn thế nào? Tôi biết quy củ của nghề này của cô, cũng biết khí tiết của đệ tử Mặc Gia. Nếu hiện tại tôi hỏi cô nhất định sẽ không nói cho tôi ai sai khiến cô đến giết tôi. Hừ, biết là tốt. Cho nên, tôi định sẽ thả cô thêm một lần nữa. Anh nói cái gì? Tiểu Trịnh không tin nổi nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần lặp lại, tôi thả cô đi. Cô có hai lựa chọn, một là rời xa thủ đô. Sau này không thể xuất hiện trước mặt tôi nữa, chuyện lúc trước tôi xem như chưa từng xảy ra. Thứ hai, tiếp tục tới ám sát tôi. Có điều cô chỉ có một cơ hội cuối cùng, tốt nhất hãy chuẩn bị đầy đủ chút. Nếu cô chọn hai, tôi muốn đánh cược với cô. Trong vòng 3 ngày, nếu cô vẫn không giết được tôi thì phải nghe theo tôi. Từ nay về sau, tôi bảo cô làm gì, cô đi làm cái đó. Đương nhiên, nếu cô không dám thì cứ chọn một đi. Tiểu Trịnh tựa trên ghế sofa, nhìn chằm chằm Lý Dục Thần, áo sơ mi trắng bao vây lấy lồng ngực đầy đặn đang kịch liệt phập phồng. Hồi lâu sau, cô ta hạ quyết tâm, đứng lên nói. Được, trong vòng 3 ngày, tôi vẫn không giết được anh, tôi chính là người của anh, bảo tôi làm cái gì cũng được. Tiểu Trịnh nhặt áo khoác rơi dưới đất lên, mặc vào người. Lúc đi tới cửa, cô ta đột nhiên quay đầu, khom người bái thật sâu với Sở Giao. Chủ tịch Sở, thay tôi nói lời xin lỗi với Tổng Giám Đốc Đới. Dứt lời, cô ta quay người rời đi. Sở Giao ngạc nhiên, không biết có nên gọi cô ta lại không. Chuyện của Đới Đình có vẻ như liên quan tới Tiểu Trịnh, nhưng nếu thật sự muốn trách, dường như lại không trách được Tiểu Trịnh, chỉ có thể trách Ngô Đại Minh và Sở Triết.
Tại sao bọn họ muốn hại Đới Đình? Còn không phải bởi vì Đới Đình là bạn thân của cô, cho nên, kết quả là, có vẻ như trách nhiệm của chính Sở Giao lớn hơn một chút. Sở Giao rất muốn trả thù cho Đới Đình, nhưng Ngô Đại Minh chết rồi, chỉ còn lại có Sở Triết, chẳng lẽ Đới Đình muốn cô ấy tìm anh trai tính sổ? Cho dù mách lẻo cho bố, lại có thể làm được gì anh ta chứ? Trả lại đồ cho cô. Đầu ngón tay Lý Dục Thần khẽ búng, bắn ra hai vật lóe ánh sáng lạnh. Tiểu Trịnh quay người lại, dùng tay đón lấy xem xét. Ngoài chiếc nhẫn vừa rồi còn có một chiếc bút máy, cô ta từng sử dụng nó khi giả mạo thành Chu Thiệu Nghĩa đi ám sát Lý Dục Thần. Này, có thể nói cho tôi tên thật của cô không? Lý Dục Thần hỏi. 3 ngày sau, nếu anh không chết, tự nhiên sẽ biết, Tiểu Trịnh nói xong liền quay người biến mất ở ngoài cửa. Chấm. Trên đường trở về, Lâm Mộng Đình có vẻ hơi rầu rĩ không vui, về đến căn nhà của họ Lý cô vẫn không nói lời nào. Lý Dục Thần như thể không hề nhận ra tâm trạng của cô, anh lim dim mắt, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì hay đang nghỉ ngơi rèn luyện. Hầu Thất Quý muốn nói gì đó, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng chỉ dặn ra một câu, tôi đi xem công trình bên cạnh làm thế nào. Chạy trốn ra khỏi đó. Ở bên ngoài nhìn thấy Lý A Tứ. Hầu Thất Quý hỏi, Tiểu Ngũ đâu? Lý A Tứ đáp, không biết. Đi tìm xem. Để làm gì? Hầu Thất Quý ngó nghiêng hai bên, hạ giọng nói, tâm trạng của phu nhân không tốt, để cô ta vào bếp làm chút món ngon, dỗ dành phu nhân. Vì sao tâm trạng phu nhân không tốt? Lý A Tứ hỏi. Ha ha, có liên quan đến cậu không? Hầu Thất Quý gõ trán Lý A Tứ, đừng lắm miệng. Lý A Tứ mở mịt đi tìm Ngũ Ngọc Xuân kể chuyện, phàn nàn mình bị hầu quản gia gõ đầu. Ngũ Ngọc Xuân cười nói, phu nhân và giận dỗi với cậu chủ đấy. Vì sao lại giận dỗi? Lý A Tứ ngốc nghếch hỏi. Ngũ Ngọc Xuân cười dùng ngón tay dí vào trán anh ta, xem cậu ngu ngốc kìa, khó trách quản gia gõ đầu cậu, không đánh cậu là xem như không tệ rồi. Cô ta nói xong liền đi. Lý A Tứ phát hiện. Kỳ thật lực hầu quản gia gõ đầu anh ta không lớn hơn Ngũ Ngọc Xuân dí ngón tay được bao nhiêu, nhưng vì sao anh ta cảm thấy hầu quản gia gõ đầu vừa đau vừa đáng ghét, mà Ngũ Ngọc Xuân dí chán thì lại dịu dàng và thoải mái như vậy. Anh ta sờ chán, mang một đầu đầy dấu chấm hỏi, đi trông cửa. Ngũ Ngọc Xuân đến sau bếp bưng đồ ngọt đến phòng Lâm Mộng Đình. Phu nhân, đây là đồ ngọt sư phụ Vinh làm, nói là sản phẩm mới, cô nếm thử đi. Ngũ Ngọc Xuân đặt hộp đồ ngọt lên bàn, dùng đĩa nhỏ đựng một miếng cho Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình không có gì muốn ăn, nhưng cô không muốn mang sự không thoải mái của mình đến cho người khác. Cô nói tiếng cảm ơn, nhận lấy chuẩn bị nếm thử. Cô chờ chút đã. Ngũ Ngọc Xuân đột nhiên lại cầm đĩa về. Lâm Mộng Đình sững sờ nhìn cô ta, không biết cô ta muốn làm gì. Sư phụ Vinh nói, đồ ngọt này tên là bánh ngọt Uyên Ương Đồng Tâm. Nhất định phải hai người cùng ăn mới có thể nếm được mùi vị trong đó. Ngũ Ngọc Xuân đặt đĩa lên bàn, cậu Lý, ngài cũng nếm thử đi. Lâm Mộng Đình nói, cô lại lấy cho anh ấy một miếng nữa là được mà. Khó mà làm được, Ngũ Ngọc Xuân đáp, sư phụ Vinh nói, một miếng bánh ngọt đồng tâm này là một miếng, không thể chia hai phần, cho nên hai người phải đồng thời ăn với nhau mới được, như vậy mới có thể ăn được nhân uyên ương trung gian bánh ngọt, một người thì nhân sẽ nát. Nào có bánh ngọt như vậy, cô nói bậy đúng không? Lâm Mộng Đình hỏi. Ngũ Ngọc Xuân nói, tôi nào dám nói bậy tay nghề của sư phụ Vinh chứ? Sư phụ Vinh bảo, cách làm bánh ngọt đồng tâm uyên ương này ông ấy đã nghiên cứu nhiều năm mới thành công, ban đầu ông ta không nỡ lấy ra, bảo là muốn giữ lại ăn cùng chị Mai, kết quả. Kết quả như thế nào? Kết quả hôm thí nghiệm, bánh bị ông chủ Vương ăn vụng. Ông chủ Vương cũng nói đây là món ngọt ngon nhất ông ta từng ăn. Vậy chẳng phải là ông chủ Vương ăn một mình sao, sao lại nói phải hai người cùng ăn? Lúc ông chủ Vương ăn vụng bị sư phụ Vinh phát hiện, nên sư phụ Vinh đoạt lại một nửa. Khuôn mặt Lâm Mộng Đình giãn ra, bật cười nói, cô bịa đúng không? Tôi nào có bịa câu nào, Ngũ Ngọc Xuân cười, kéo Lý Dục Thần qua, cậu chủ, phu nhân, hai người nếm thử đi. Lý Dục Thần cười ha ha đáp, được, nếm thử, không nếm thì có lỗi với tay nghề của sư phụ Vinh quá. Nói xong anh cầm đĩa lên.
Ngũ Ngọc Xuân vội vàng đẩy Lâm Mộng Đình qua, nói, cậu chủ, ngài chậm một chút, phải ăn chung với phu nhân, một người một miếng, không thể để cho nhân bánh bên trong chảy ra. Lý Dục Thần kẹp lên bánh ngọt uyên ương, cắn một miếng nhỏ, sau đó đưa cho Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình nhìn thoáng qua anh, trong đôi mắt mang theo mấy phần u oán và si tình, cô nhận lấy, cũng cắn một miếng. Bánh ngọt uyên ương này vào miệng liền tan, mềm mại thơm ngọt, vị ngọt thơm lưu giữ trong miệng, đích thật là đồ ngọt cao cấp. Nhưng Lâm Mộng Đình xuất thân danh môn, nào có đồ tốt nào chưa từng ăn qua. Cô cảm thấy nó không được như Ngũ Ngọc Xuân khoác lác, với tay nghề sư phụ Vinh, làm ra cũng không có gì lạ. Chẳng qua đây là lần đầu tiên cô cùng ăn một miếng bánh ngọt với Lý Dục Thần, cảm giác rất kỳ diệu. Hai người mỗi người cắn một miếng, dừng lại, bốn mắt nhìn nhau. Ngũ Ngọc Xuân thúc giục, hai người ăn tiếp đi, đừng lãng phí. Dưới sự thúc giục của Ngũ Ngọc Xuân, hai người anh một miếng em một miếng, cắn miếng bánh ngọt uyên ương nho nhỏ chỉ còn lại nhân. Nhân bánh là một viên hạt châu tròn trịa, không biết làm từ cái gì, chắc mẩy như chân châu, trắng nõn như đậu phụ. Dẻo dẻo đàn hồi, như thể một giọt nước được một lớp màng bao phủ, thoạt nhìn thổi một cái là phá tan. Lâm Mộng Đình dùng thìa múc nhân bánh ngọt lên, nhìn hỏi, cái này ăn thế nào? Ngũ Ngọc Xuân nhắc nhở, phải chia ra ăn, không thể một người ăn mảnh. Sư phụ Vinh bảo, nơi này là tuyệt vị nhân gian, thần tiên cũng không ăn được. Tôi nếm thử xem, Lý Dục Thần nắm lấy tay Lâm Mộng Đình, đặt thìa đến gần miệng, nhẹ nhàng hút nhân bánh ngọt. Để lộ ra nửa viên giữa răng, chờ Lâm Mộng Đình đến ăn. Khuôn mặt Lâm Mộng Đình đỏ lên, nhất thời không biết làm sao. Ngũ Ngọc Xuân che miệng cười, quay người đi ra, trở tay đóng cửa lại. Lâm Mộng Đình nhắm mắt lại, dán sát vào anh, khẽ hé môi đỏ. Đôi môi ngậm lấy nhân bánh, tách một tiếng, nhân bánh ngọt vỡ tan, phun ra chất lỏng vô cùng ngọt ngào. Trái tim cô mềm mại, người cũng nhẹ đi, như thể cưỡi thuyền nhỏ. Dập dờn giữ một mảnh ấm áp ẩm ướt. Chấm. Ngũ Ngọc Xuân trở lại sau bếp. Sư phụ Vinh hỏi cô ta, thế nào rồi? Ngũ Ngọc Xuân dựng ngón tay cái, không sao rồi. Sư phụ Vinh tán thưởng, thật không hổ là tiểu ngũ cô, bằng không đám đàn ông chúng tôi không biết dỗ phu nhân vui vẻ. Ngũ Ngọc Xuân hỏi, còn không phải là tay nghề sư phụ Vinh tốt, làm bánh ngọt ăn ngon. Đúng vậy. Sư phụ Vinh rất đắc ý, lại cầm một hộp nhỏ đưa cho Ngũ Ngọc Xuân, cầm đi cho A Tứ nếm thử. Ngũ Ngọc Xuân đỏ mặt, cúi đầu nhận lấy hộp bánh ngọt, nhỏ giọng nói cảm ơn. Ra khỏi phòng bếp, cô ta bỗng nhiên lại thò khuôn mặt nhỏ nhắn từ ngoài cửa vào, thè lưỡi hỏi. Sư phụ Vinh, tôi muốn biết, ông với ông chủ Vương ăn hết miếng bánh ngọt kia thế nào vậy? Cái con nhỏ ngỗ nghịch này. Sư phụ Vinh cầm lấy cái muôi muốn đuổi theo. Ngũ Ngọc Xuân sớm đã xách bánh ngọt chạy như bay. Lâm Mộng Đình dựa vào khuỷu tay rộng rãi của Lý Dục Thần, nhẹ nhàng vuốt ve làn da không tì vết, nhẵn nhụi như ngọc sau lôi kiếp của anh. Dục Thần, tại sao anh lại muốn cho cô ta thêm một cơ hội giết anh? Hả, em nhắc đến Tiểu Trịnh kia à? Đúng vậy, không phải là bởi vì anh với Mạc Gia có duyên đúng không? Cô ta ám sát anh 3 lần, lý do này không đầy đủ. Không giống phong cách nhất quán trước giờ của anh. Nếu là lúc trước, cô ta đóng giả Chu Thiệu Nghĩa đến giết anh sẽ giết cô ta. Lý Dục Thần nhìn lên trần nhà, thở dài. Hiện tại, cuối cùng anh cũng hiểu, sư phụ nói Hồng Trần là có ý nghĩa như thế nào. Vốn anh bước vào Hồng Trần để chặt đứt Hồng Trần, để cầu đột phá. Kết quả, từ khi bước vào Hồng Trần tới giờ, anh càng ngày càng nhiều việc, người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Ràng buộc của anh cũng càng ngày càng nhiều. Cô ta là truyền nhân của Mạc Gia. Anh từng đọc qua Mạc Tử Trầm Trung Ngũ Hành Ký, xem như là có duyên với Mạc Gia, đây là lý do thứ nhất. Anh với Mạc Gia không thù không oán. Cô ta đến ám sát anh chắc chắn có nguyên nhân, anh nhất định phải làm rõ chuyện này, đây là lý do thứ hai. Mấy lần ám sát, cô ta đều nhằm vào anh, không thương tổn đến người vô tội, dù là Chu Thiệu Nghĩa. Cô ta cũng để lại cho ông ta một con đường sống, chứng tỏ cô ta không phải là kẻ ác, đây là thứ ba. Truyền thừa của Mạc Gia bí ẩn, truyền nhân cực kỳ ít. Cô ta giết anh chỉ là nhiệm vụ của một thích khách, nếu anh giết cô ta, từ nay về sau sẽ kết thù với Mạc Gia. Anh đương nhiên không sợ, Thiên Đô càng không sợ, nhưng hiện tại anh có em,
có anh Mã Sơn, có Đinh Hương, có chú Lang, có hầu quản gia, có nhiều người như vậy. Tần Môn anh có thể lật tay liền diệt, tông sư anh có thể nhấc tay giết chết, nhưng anh không thể giết tất cả đệ tử Mạc gia trong thiên hạ. Với thủ đoạn ám sát của Mạc gia, một khi phát triển thành báo thù, anh không thể đảm bảo an toàn của mọi người. Đây là lý do thứ tư, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất. Anh cho cô ta cơ hội, như vậy, cuối cùng bất luận xảy ra cái gì, sư môn của cô ta cũng không có lý do tới gây chuyện với người bên cạnh anh. Hóa ra là như vậy, thế, anh thật sự định thu cô ta làm người của anh. Lý Dục Thần hơi sững sờ, như ở trong mộng mới tỉnh, cười hỏi, hóa ra hôm qua em không vui vẻ là bởi vì cái này, ghen. Còn lâu mới phải, Lâm Mộng Đình không muốn thừa nhận, em chỉ là lo lắng cho anh. Đồ ngốc hạ, Lý Dục Thần nhẹ nhàng vuốt mũi cô, nếu cô ta có thể giết chết anh sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này không giống thế, lần này cô ta nhất định sẽ dùng hết sức ứng phó, dùng ra tất cả mánh khóe. Anh đã nói Mạc gia rất thần bí, cũng có rất nhiều mánh khóe lợi hại, ví dụ như thuật cơ quan. Vậy cũng phải xem là ai dùng, bất kể là thuật cơ quan hay là pháp bảo ám khí, đều cần thực lực chống đỡ. Trước thực lực tuyệt đối, đây đều là múa rìu qua mắt thợ. Bất luận cô ta dùng thủ đoạn gì, cũng không thể tổn thương đến anh. Nếu dùng mỹ nhân kế thì sao? Hả, Lý Dục Thần sững sờ, tiếp đó bật cười, ôm lấy vai Lâm Mộng Đình, trừ phi cô ta biến thành dáng vẻ của em. Lâm Mộng Đình giận dỗi, dùng sức véo anh một cái, trên mặt ra vẻ không vui, trong lòng lại nhộn nhạo. Chẳng phải lần trước anh nói là không biết sao? Cái gì không biết? Hừ, không biết thì có thể học mà. Học thế nào? Ấy, à thì là mà. Lý Dục Thần sờ đầu, đang ngẫm nghĩ nên giải thích thế nào, điện thoại di động reo lên. Điện thoại do Sở Giao gọi tới. Anh trai tôi chết rồi, bố tôi rất có thể sẽ giận chó đánh mèo lên đầu cậu, đầu kia điện thoại, Sở Giao do dự, thở dài nói, tôi sẽ cố gắng hết sức làm cả công việc của bố tôi. Lý Dục Thần biết, Sở Giao không phải đang lo lắng cho sự an nguy của anh, mà lo lắng cho nhà họ Sở. Anh đặt điện thoại xuống, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Chuyện này thoạt nhìn không liên quan gì đến anh, nhưng lại có vẻ như có liên hệ. Cục diện thủ đô vừa mới mở ra chợt gặp phải biến cố. Ai gọi thế? Lâm Mộng Đình hỏi. Sở Giao. Sở Giao, chuyện gì thế? Sở Chiết chết rồi. Hả, Lâm Mộng Đình khiếp sợ, là, Tiểu Trịnh làm. Chấm. Thi thể Sở Chiết đặt trong phòng riêng tại nhà tang lễ, người làm công việc khâm liệm vừa mới giúp anh ta sửa sang lại dung nhan. Nghe nói tình trạng tử vong của anh ta rất thảm, mắt mù, 10 ngón tay đều bị chặt đứt, bộ phận đặc biệt quan trọng trên người của đàn ông cũng đã bị cắt bỏ. Khám nghiệm tử thi nói anh ta là sống sờ sờ đau đớn đến chết. Trừ Sở Chiết ra còn có thêm 7-8 người chết, không chỉ vệ sĩ của Sở Chiết còn có bạn của anh ta. Bọn họ đều chết trong hội sở. Người ngoài nói người giết bọn họ là Ngô Đại Minh. Nhưng mà Ngô Đại Minh đã được chứng minh bản thân sớm đã chết trước đó rồi. Chuyện này khiến cho cọc án giết người này trở nên vô cùng khó hiểu. Vốn dĩ Sở Giao không muốn nói chuyện của Tiểu Trịnh ra, bởi vì điều này sẽ làm liên lụy tới chính bản thân cô ta. Nhưng nhà họ Sở rất nhanh chóng tra ra được đối đình, tất cả người chết đều là những người đã tham gia bắt cóc cùng với làm nhục cô ấy. Ai ai cũng biết đối đình là bạn thân của Sở Giao, mà Sở Giao lại bất hòa với Sở Chiết, mâu thuẫn giữa hai anh em kể từ chuyện Lý Dục Thần mua xe lần trước đã trở nên gắt gao hơn, gần như là phô thẳng ra ngoài mặt, tất cả mọi người đều biết. Vì vậy đương nhiên Sở Giao là kẻ tình nghi số một. Đối mặt với lửa giận của Sở Trấn Thanh, Sở Giao không thể không kể việc Tiểu Trịnh ám sát Lý Dục Thần ra. Nhưng người khác nghe vào, kiểu gì cũng giống y như là tự biên tập ra, tràn ngập cảm giác cổ tích, không hề hợp lý chút nào. Sở Trấn Thanh lạnh mắt nói, con cảm thấy bố sẽ tin à? Bố phải tin con nói thật mà. Cô đi liên minh với nhà họ Lý, tôi không hề phản đối, hai anh em các người suy nghĩ khác nhau, cạnh tranh lẫn nhau cũng không sao cả. Anh cả cô quả thật thường xuyên ngáng chân cô, nhưng mà nó chưa từng muốn lấy mạng cô. Thế mà cô lại nhẫn tâm tới như vậy, giết chính anh trai ruột của mình.
Con đã nói là không phải mà. Bố, con thật sự không có làm. Con đang nói thật mà. Hừ, cứ cho cái câu chuyện cô tạo ra là thật đi. Cô dám chắc bản thân không có chút ý nghĩ nào muốn hại anh trai mình không? Nếu lúc ấy kẻ giết người đã nói muốn báo thù cho Đới Đình, tại sao cô không cảnh báo anh trai cô? Tại sao không báo cáo lại cho tôi? Rõ ràng là đang mượn dao giết người. Sở Giao Ngây lập tức ngơ người, bình tĩnh mà nói, bản thân thật sự không có nghĩ như vậy sao? Ý nghĩ đó khiến cho cô ta sợ hãi trong lòng, cô ta thậm chí có chút chán ghét chính mình, hệt như lúc trước cô ta chán ghét anh trai mình vậy. Không, Sở Giao điên cuồng hét lên, con không có nghĩ như vậy. Con không có mượn dao giết người. Thế thì là người khác mượn dao giết người, Sở Trấn Thanh lạnh nhạt nói. Vệ sĩ mà tôi phái tới bên cạnh anh trai cô cũng thuộc hàng cao thủ trong số các cao thủ, cho dù là tông sư ra tay đi nữa cũng không thể nào ngay cả một tin cảnh báo cũng không phát ra được. Ở thủ đô này, trừ Tiêu Sinh cũng chỉ còn có Lý Dục Thần có thể làm được điều đó. Không, không phải như vậy, không phải cậu Lý, Sở Giao muốn giải thích, nhưng nhận ra bản thân không lấy ra được chứng cứ hay lý do gì tốt cả, nói tới cuối chợt trở nên trắng bệch. Còn tiếp tục nói giúp cho nó. Giữa hai người có giao kèo gì? Rốt cuộc là cô giúp đỡ Lý Dục Thần hay là Lý Dục Thần giúp cô? Người đâu, giam cô chủ lại, không có mệnh lệnh của tôi thì không ai được phép cho cô ta ra ngoài. Còn nữa, dẫn Đới Đình gì đó tới đây. Sở Giao bị người kéo đi. Một người trung niên đứng bên cạnh nói với Sở Trấn Thanh, gia chủ, có cần ra tay với nhà họ Lý không ạ? Sắc mặt Sở Trấn Thanh ngưng trọng, cau mày, im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Một tay diệt sạch Tần Môn, người như vậy ở thủ đô còn có ai có thể động tới cậu ta? Chờ thời cơ đi. Bóng đêm mịt mù, một chiếc xe nhỏ màu đen phi thật nhanh về phía bắc, dừng lại ở một vùng hoang vu dã ngoại. Từ trên xe có ba tên đàn ông lực lưỡng bước xuống, lôi một cái bao bố ra từ cốp xe, được một người trong số đó vác đi vào sâu bên trong núi. Để lại tài xế canh chừng bên cạnh xe. Tài xế móc ra một gói thuốc lá. Lấy một điếu ra ngậm vào miệng, cầm bật lửa xoẹt một tiếng đốt lên. Khi ngọn lửa sáng lên anh ta mới nhìn thấy gương mặt bị ánh lửa chiếu vào. Ai đó? Tài xế giơ bật lửa lên thật cao, quan sát chằm chằm. Chỉ thấy một cô gái đứng trong bóng tối, cả người mặc đồ trắng mỏng manh để lộ dáng người thướt tha, chỉ có điều trong bóng đêm của nơi này có vẻ có vài phần kỳ quặc. Cô gái bước hai bước về phía trước, dáng đi lả lướt. Mỗi một bước đều như dẫm vào trái tim người khác. Ánh lửa chiếu ra mặt mũi của cô gái nọ, mái tóc đen thật dài xõa tung, trên gương mặt gầy gò tràn đầy vết sẹo, tựa như bị rắn rết bám đầy, trong hai hốc mắt lại không có con ngươi, chỉ là hai cái lỗ trống rỗng, còn tối đen hơn cả bóng đêm. Tài xế hoảng sợ đến mức ném đi bật lửa, xoay người chạy, nhưng anh ta còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở đám bạn của mình thì cơ thể đã ngã nhào xuống đất. Sâu bên trong núi hoang, ba người đàn ông vứt bao bố trên mặt đất, bắt đầu đào hố. Trong bóng đêm mịt mờ, ngoại trừ tiếng gió rít gào giữa núi rừng thì cũng chỉ nghe tiếng xẻng xúc đất cùng với thỉnh thoảng chạm vào đá cuội linh tinh. Cái bao bố giấy giụa, nằm trên mặt đất lộn mấy vòng. Một tên đàn ông lực lưỡng tiến lên đá một cước, con mẹ nó, đàng hoàng xíu coi. Một tên khác nói, đào mau đi. Lão đại nói làm xong xuôi sẽ dẫn chúng ta đi hội sở sung sướng một chút, giải trừ xui xẻo. Đây là ai vậy? Đừng hỏi nhiều, biết nhiều không có chỗ tốt gì cho mày đâu. Nhà họ Sở dạo gần đây không được yên ổn, cậu Sở cũng đã chết, coi chừng cái đầu của mày đó. Ba người lại ngột ngạt không nói tiếng nào, giữa đêm khuya ở trong rừng cây đào đất. Cái hố cuối cùng cũng đào xong, bọn họ phủi phủi tay. Ngay khi chuẩn bị kéo cái bao bố bên cạnh mới chợt phát hiện nó đã không thấy tăm hơi. Ủa, người đâu? Sẽ không chạy rồi đấy chứ? Bọn họ đang chuẩn bị đi tìm, chợt nghe một âm thanh nói, tôi ở đây. Cả ba đột ngột xoay người, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở đối diện cái hố. Một tên lực lưỡng lôi đèn pin ra chiếu về phía đối diện một cái, xác nhận đó chính là cô gái nằm trong bao bố. Cái đệch mẹ. Gặp ma à? Ba người hùng hùng hổ hổ tiến lên định bắt người, nhưng mà còn chưa chờ vòng qua được cái hố đã mỗi tên bị đạp một cước vào mông, đùng một phát ngã xuống hố. Bọn họ nhìn thấy ở bên kia hố có một người phụ nữ đang đứng.
Người phụ nữ này cũng là cô gái nằm trong bao bố. Rừng núi hoang vu, con đàn bà ở trong bao bố chạy ra, lại còn biến thành hai đứa, cho dù ba tên đàn ông to cao như bọn họ bình thường lá gan lớn tới cỡ nào, giờ phút này cũng bị dọa sợ tới mức hồn vía lên mây. Bọn họ bắt đầu liều mạng leo ra ngoài. Cái hố này đào rất sâu, một người trưởng thành ở trong cũng có thể đứng thẳng. Vốn dĩ bò ra ngoài cũng không khó, nhưng chỉ mới vừa nhô ra được cái đầu đã bị người phụ nữ trên miệng hố một chân đá xuống dưới. Cho dù động tác của bọn họ có nhanh đến mức nào, cho dù là từ phương hướng nào đi nữa cũng sẽ bị người phụ nữ lạnh nhạt đạp xuống, mãi đến khi kiệt sức nằm sụi lơ trong hố. Bọn họ lớn giọng kêu la, hy vọng tài xế đứng hóng gió ở ngoài có thể nghe thấy, thế nhưng bọn họ gào khóc cả nửa ngày, giữa rừng cây trừ bỏ tiếng vang của chính mình thì không còn gì khác nữa cả. Địa điểm là do chính các người chọn, thật ngại quá, các người có gào tới sáng cũng không có ai nghe thấy đâu. Người phụ nữ đứng trên miệng hố lên tiếng. Ba gã đàn ông tuyệt vọng, từ dưới hố nhìn những đốm sáng lác đác treo trên nền trời đen tuyền, tựa như nhìn thấy linh hồn của chính mình đang bay dần đi. Hai người phụ nữ đứng trên miệng hố, đối mặt lẫn nhau, dưới ánh sao nhàn nhạt, bọn họ nhìn thấy bộ dạng của chính mình. Cô là ai? Một người phụ nữ hỏi. Một cô gái khác lau mặt một cái, gương mặt cô lập tức thay đổi, biến thành bộ dạng khác. Tiểu Trịnh. Tôi không phải họ Trịnh, tôi tên là Ân Oanh, người phụ cười nhẹ, đáp. Đới Đình ngơ ngác nhìn cô ấy, thở dài, cô cần gì phải tới cứu tôi? Ân Oanh nói, chuyện của cô, tôi ít nhiều gì cũng có chút trách nhiệm, tôi phải cứu cô. Mặc kệ chuyện đó đi, là tên khốn Sở Chiết kia, anh ta không phải là người, Đới Đình nhớ tới Sở Chiết, cả người lập tức run rẩy. Sở Chiết cùng những tên khốn kiếp kia đều đã chết. Ân Oanh nói. Đới Đình giật mình hỏi, là cô giết? Ân Oanh khẽ gật đầu, đúng vậy, tôi móc mắt của bọn chúng, chặt tay chúng, lại còn cắt bỏ cái thứ dơ bẩn nhất trên người chúng nữa. Đới Đình lặng lẽ khóc ầm lên. Ân Oanh không có ngăn cản, chỉ để cho cô ấy tiếp tục khóc. Ba người đàn ông dưới hố nghe Ân Oanh nói vậy đều sợ tới nhịn không được, cũng bắt đầu khóc lóc sướt mướt cầu xin tha thứ. Hừ. Khóc cái gì mà khóc? Một giọng nói truyền tới, Ân Oanh vui sướng xoay người lại, kêu một tiếng, sư phụ. Chỉ thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng tóc tai bù xù đi tới, trong tay còn xách theo một người đàn ông. Người phụ nữ ném tên đàn ông xuống hố, nói với Đới Đình, đừng khóc nữa, phụ nữ mà chỉ khóc thì không cứu được bản thân mình đâu. Đới Đình ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt người phụ nữ bám đầy vết sẹo chằng chịt như rết. Còn có cặp hốc mắt trống rỗng kia, sợ tới kinh hồn táng đảm, khẽ hét lên một tiếng. Cô còn biết sợ thì tốt, chứng minh lòng cô còn chưa chết. Người phụ nữ bỗng nhiên dùng mũi chân móc một cái, móc lấy cái xẻng sắt bên cạnh đặt vào tay Đới Đình. Đi, lấp hố lại. Đới Đình cầm xẻng, mê mang mà lại sợ hãi nhìn cô ta. Cái gì mà người phụ nữ lạnh lùng nói. Mấy người này mới vừa nãy còn muốn giết cô, định chôn sống cô. Đôi tay Đới Đình hơi run rẩy nhìn đám người trong hố, người còn đang sống sờ sờ, đành liều mạng mà lắc đầu. Không, tôi không dám. Có gì mà không dám, cô nhớ cho kỹ, đàn ông trên đời này không một ai tốt cả. Bọn chúng đều đáng chết, giết hết bọn chúng, chỉ có giết chết chúng mới có thể cứu lấy chính mình. Ra tay đi. Từ nay về sau sẽ không còn người đàn ông nào dám bắt nạt cô nữa. Giọng người phụ nữ mù tựa như có một loại ma lực nào đó, khiến cho lý trí Đới Đình dần dần ổn định lại. Tay cô ấy không còn run rẩy nữa, ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định. Cô ấy cầm xẻng đi tới cạnh miệng hố, dừng sức xúc lấy một xẻng đất đổ vào trong hố. Đám đàn ông dưới hố sợ hãi tột cùng, bản năng muốn sống thúc đẩy bọn họ một lần nữa trèo lên. Liều mạng muốn chạy ra khỏi cái hố nọ. Lần này, bọn họ đã thành công leo lên. Đang khi họ nhìn thấy hy vọng có thể chạy thoát, Ân Oanh nhẹ nhàng đá một cái xẻng sắt bên chân bay ra ngoài, phụt một tiếng chặt gãy một cái cây to bằng miệng chén, lại xoẹt một tiếng cắt vào khe hở của mỏm đá đằng xa. Bốn người lại lần nữa ngã xuống hố, ôm mắt cá chân của mình mà kêu rên. Chôn tiếp đi, người phụ nữ mù nói. Đới Đình cầm xẻng lên bắt đầu đào đất. Một xẻng lại một xẻng.
Cô ấy không phải nhà nông, cũng không có võ công, cô ấy chẳng qua chỉ là một cô gái thông thường, là thành phần trí thức tay trói gà không chặt. Từ nhỏ cuộc sống quá thuận lợi, đi học trường tốt nhất, sau khi tốt nghiệp lại vào làm cho công ty tốt nhất, chị em xung quanh đều là quý cô của những gia tộc châu bò nhất thủ đô. Vốn tưởng rằng tiền đồ sáng lạng, con đường tương lai trải đầy nhung lụa. Không ngờ chuyện xấu lại bất ngờ xảy ra, mà chuyện xui rủi này cũng không phải là do cô ấy phạm sai lầm gì, cô ấy chỉ là bị giới nhà giàu nội chiến rồi tai bay vạ gió tới mình. Nghĩ đến đó, Đới Đình liền rơi nước mắt. Đới Đình vừa khóc vừa xúc đất. Nước mắt từng giọt rơi xuống đất, lại bị cô ấy xúc bỏ vào hố, đè lên người đám đàn ông kia. Bên tai cô lại vang lên tiếng của người phụ nữ mù, đàn ông chẳng có kẻ nào tốt. Tất cả đàn ông trên đời này đều đáng chết. Đới Đình lau mặt một cái, nước mắt dần dần cạn. Vẻ mặt cô ấy càng lúc càng kiên cường trầm tĩnh, trong ánh mắt đã bắt đầu xuất hiện sát ý lạnh lùng. Từng sẻng, đất rơi xuống hố. Đới Đình nghe lũ đàn ông đau khổ kêu rên, nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt chúng, việc này làm cho cô ấy có loại cảm giác sung sướng vì báo được thù. Động tác của cô ấy càng nhanh hơn, sức lực cứ như dùng mãi không hết. Cái hố to bị ba gã đàn ông đào ra tới, lại bị một mình Đới Đình lấp lại. Đến khi sẻng đất cuối cùng đã rơi xuống, Đới Đình vứt cái sẻng đi, sụi lơ xuống mặt đất. Nhưng cô cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại có một loại cảm giác ung dung giải thoát, tựa như đã tìm thấy bên kia bờ, cánh cửa của một thế giới mới đang mở ra về phía mình. Đúng, giỏi lắm, người phụ nữ mù không có mắt, nhưng mà cứ như chuyện gì cũng nhìn thấy, cô rất có năng khiếu. Bái tôi làm sư phụ đi, tôi dạy cô năng lực, giết chết hết đám đàn ông thối tha trên đời này. Đới Đình ngẩng mặt nhìn lên trời, nhìn thấy mấy ngôi sao lóe sáng trên nền trời, thở ra một hơi thật dài, sau đó xoay người lại quỳ lạy về hướng của người phụ nữ, mở miệng hô. Sư phụ! Người phụ nữ cười ha ha, tiếng cười thê lương vang vọng giữa rừng núi về đêm. Được rồi, quy tắc của Cát Môn, trước khi vào cửa phải giết một người. Đánh ra tiếng tăm. Hiện tại ta giao cho con nhiệm vụ đầu tiên, giúp Ân Oanh giết chết Lý Dục Thần. Lý Dục Thần. Cả người Đới Đình đều run rẩy. Đúng vậy, tất cả đàn ông đều đáng chết, nhất là họ Lý, cả đám người nhà họ Lý đều là một lũ bạc tình, ngụy quân tử, trong giọng nói của người phụ nữ mù lộ ra vẻ oán trách. Chấm. Sư phụ. Ân Oanh gọi một tiếng, muốn nói lại thôi. Cái gì? Người phụ nữ mù quay mặt lại, dùng cặp hốc mắt trống rỗng kia nhìn Ân Oanh. Sư phụ, đây là nhiệm vụ mà con đã nhận, hẳn phải là chính con tự mình hoàn thành nó. Chẳng phải người đã nói rồi sao, trước giờ mặc giả đều là cô độc một mình. Kết bè kết đội giết người chính là ác phỉ giang hồ, không phải thích khách. Hừ, con thế mà lại nhớ rõ, người phụ nữ mù hừ lạnh một tiếng, không sai, mặc giả, giày cỏ cột dây gai, độc hành trong giang hồ. Chỗ tài không để lại tên, giết người không để lại tung tích. Về sau, nhà họ Mặc biến mất, giang hồ gọi môn của ta là Cát Môn. Thế tại sao sư phụ còn phải? Vấn đề là con giết được sao? Con đã ám sát tên đó 3 lần, cả 3 lần đều thất bại. Nếu như là trước đây, con đã phải tự sát ngay trước mặt tổ sư ra rồi. Con lại còn ngu ngơ hồ đồ đáp ứng cậu ta đi giết cậu ta thêm lần thứ 4, không giết được thì mặc cho cậu ta xử trí. Sư phụ, lần này con bảo đảm, nhất định sẽ thành công. Con lấy cái gì mà bảo đảm? Con. Hừ, lời nói suông vô căn cứ, bị người ta kích một tí đã dễ dàng tung ra lời hứa hẹn, chỉ một việc này thôi thì con đã không phải là một mặc giả đủ tư cách rồi. Ân Oanh bị nói đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể uất ức cúi đầu. Ta hỏi con, nếu như con thất bại, tên kia muốn con làm kẻ thứ 3 cho cậu ta. Ngủ với cậu ta, còn thay đổi thủ đoạn bịp bợm làm nhục con sẽ làm gì? Con phải biết rằng, đàn ông không có kẻ nào là tốt cả. Con, nếu như con lại thất bại lần nữa sẽ đi chết ngay, tuyệt đối không để cho người ta làm nhục. Ừ, người phụ nữ mù thở dài, giọng hòa hoãn lại một ít, Ân Oanh, con là đệ tử mà ta đắc ý nhất, cũng là người duy nhất đi theo bên cạnh ta. Ta sẽ không để cho con chết. Lần này để cho Đới Đình giúp con hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như là giúp Đới Đình nộp danh tiếng đầu tiên. Ân Oanh vẫn còn hơi do dự, nói, nhưng mà.
đây chẳng phải là phá hư quy tắc của Mặc Giả hay sao? Quy tắc, người phụ nữ mù cười lạnh, đối với người khác còn có thể nói quy tắc, nhưng đối với đàn ông họ Lý, đàn bà họ Cung, còn có đám không nam không nữ họ Nguyệt, đều không cần màng đến quy tắc. Người phụ nữ mù không biết lại nhớ tới chuyện gì, trở nên nghiến răng nghiến lợi. Cô ta từ trên người lôi ra một thứ, đặt trong lòng bàn tay. Ân Oanh, thứ này cho con. Đây là... Ân Oanh thấy sư phụ mình cầm một cái nỏ bỏ túi nho nhỏ trong tay, nhìn cứ như đồ chơi của con nít, nhưng lại tinh xảo vô cùng. Đây là nỏ huyền cơ, trọng khí của nhà họ Mặc. Bây giờ ta truyền cho con dùng nó giết chết Lý Dục Thần. Nỏ huyền cơ. Ánh mắt Ân Oanh lộ ra vẻ vui sướng, hai tay giơ ra cũng đang run rẩy. Sư phụ, nỏ huyền cơ là bảo vật trấn môn của các môn chúng ta, đồ nhi có tài đức gì, làm sao dám dùng loại thánh khí này? Ôi, vốn dĩ tu vi của con còn chưa đủ, phải đợi thêm mấy năm nữa mới lại giao cho con, nhưng hiện tại con phải giết Lý Dục Thần, lại chỉ còn có một cơ hội cuối cùng. Nếu không thể giết chết cậu ta thì con sẽ phải nghe theo lời của cậu ta. Muốn con trái với lời thề, con nhất quyết không chịu, mà để con đi chết ta cũng sẽ không cho. Chỉ đành giao nỏ huyền cơ này lại cho con, dù sao sớm muộn gì thì cũng phải đưa cho con. Sư phụ, đáy lòng Ân Oanh cảm động, bất giác rơi lệ. Đừng khóc, đã nói với các con bao nhiêu lần rồi, Mặc Giả không có nước mắt, bộ dạng người phụ nữ mù vô cùng tức giận. Nhưng mà, nếu như con vẫn thất bại thì sao? Ân Oanh nhìn nỏ huyền cơ, trái lại lo lắng. Con không sợ chết, nhưng nếu như bởi vì con mà để mất trọng khí của Mặc Môn, vậy thì con trở thành tội nhân nghìn đời rồi còn gì. Không thể nào, nỏ huyền cơ là bảo vật mà tổ sư của nhà họ Mặc năm đó lưu lại, tương truyền có khả năng bắn rồng đâm phượng, có thể xuyên mây phá trời, giết người từ ngàn dặm bên ngoài. Mặc dù công lực của con chưa đủ, nhưng có thể phát huy một phần ngàn khả năng cũng đã quá đủ để giết một tên Lý Dục Thần rồi. Tới đây. Ta truyền cho con thuật sử dụng nỏ huyền cơ. Chấm. Hai ngày này có rất nhiều người đến căn nhà của họ Lý, trừ bỏ đội thi công tới sửa sang cải tạo thì còn có người của các gia tộc lớn ở thủ đô tới thăm trước, nườm nượp không ngừng. Bởi vì công trình sửa sang lại căn nhà cách vách chỉ vừa khởi công, bãi đậu xe vẫn chưa kịp xây, người tới thăm cũng chỉ có thể đậu xe ở đầu hẻm. Vì thế con đường vốn cũng tạm coi như rộng rãi trong lúc nhất thời có vẻ chật chội vô cùng. Mới sáng sớm đã đậu đầy xe, hơn nữa còn đều là xe sang. Có vài người tới trễ cũng chỉ có thể ngừng xe ở một nơi rất xa, sau đó đi bộ vào trong. Lý A Tứ mặc bộ đồng phục an ninh mới toanh vào, đứng ở cửa nhìn một chuỗi xe sang cùng với các cậu ấm cô chiêu, ông to bà lớn cùng nhau quốc bộ tiến vào. Tinh thần anh ta phấn chấn cứ như thứ mình đang nắm trong tay không phải là căn nhà của họ Lý mà là Nam Thiên Môn. Hầu Thất Quý không thể không đẩy mạnh kế hoạch nhà họ Lý thứ hai, giống như những gia tộc lớn khác có trang viên to rộng ở thủ đô. Nhà họ Lý lúc trước có không dưới 10 cái trang viên, chỉ có điều những sản nghiệp đó hiện giờ đều đã nằm trong tay người khác, muốn đòi lại còn phải gặp chút khó khăn. Thế nên Hầu Thất Quý chỉ đành xác định mục tiêu tại Yến Bắc Viên, ngôi Yến Bắc Viên cũng là điều ban đầu Lý Dục Thần từng nói. Lý Dục Thần với Lâm Mộng Đình gần như từ sáng sớm đến tối muộn đều đang phải tiếp khách. Chuyện này làm bọn họ mệt gần chết. Lâm Mộng Đình còn đỡ, cô sinh ra trong gia đình giàu có cho nên đã quen với chuyện này. Nhưng Lý Dục Thần khá là khó chịu khi bị cuốn vào những chuyện vặt vãnh như tiếp đón người khác thế này. Đến tối, mãi mới hết bận, Lý Dục Thần phần nàn với Lâm Mộng Đình, vốn dĩ anh tưởng với bản lĩnh của mình thì trấn hưng nhà họ Lý là việc hết sức dễ dàng, không ngờ lại mệt như thế. Lâm Mộng Đình cười nói. Mới hai ngày mà anh đã không chịu nổi rồi à? Làm gia chủ là phải làm cả đời đấy. Phải sống thế cả đời ấy hả? Vậy anh thà lên núi Côn Luân ăn tuyết còn hơn. Lý Dục Thần lắc đầu nguầy nguậy, không được, ngày mai anh phải đi trốn thôi. Lâm Mộng Đình nói, người đi trốn thì ai tiếp đãi những nhân vật máu mặt ở thủ đô? Bọn họ đến vì nhà họ Lý, bây giờ nhà họ Lý chỉ có một mình anh họ Lý, anh cũng đâu thể để A Tứ tiếp khách được đúng không? Lý Dục Thần suy nghĩ rồi nói, cũng phải, hồi trước ông Lâm nói đúng thật. Ông em nói gì với anh, Lâm Mộng Đình tò mò. Ông nói là anh muốn trấn hưng nhà họ Lý thì trước tiên phải tìm một cô gái sinh một bầy con, Lý Dục Thần trả lời. Lâm Mộng Đình đỏ mặt, cô đằng hắng, nói vớ vẩn,
làm sao ông em có thể nói thế được. Lý Dục Thần đang định nói tiếp thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi là Sở Giao. Cậu Lý, bây giờ tôi không ra được, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Chuyện gì? Có thể để cho Đới Đình, đến chỗ cậu trốn vài ngày. Đới Đình, cô ấy làm sao à? Bố tôi muốn giết Đới Đình, tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có chỗ cậu là an toàn. Lý Dục Thần đồng ý ngay lập tức, được, cô đưa cô ấy đến đây đi. Tôi đang bị bố giam lỏng, không ra ngoài được, cậu có thể đi đón cô ấy không? Cô ấy ở đâu? Tôi bảo cô ấy trốn trong một bãi đỗ xe ở vùng ngoại ô phía Bắc, nơi đó là nơi xử lý xe buôn lậu của câu lạc bộ bọn tôi, cách Hiến Bắc Viên không xa, tôi chia sẻ vị trí cho cậu. Sở Giao chia sẻ vị trí. Lý Dục Thần nhìn vị trí được chia sẻ trên điện thoại, bỗng nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm. Sở Trấn Thanh muốn giết Đới Đình chắc chắn là bởi vì cái chết của Sở Chiết. Nếu ông ta có thể giận cá chém thất lây sang Đới Đình, vậy thì đương nhiên cũng sẽ giận cá chém thất lên đầu Lý Dục Thần. Mặt khác, kỳ hạn 3 ngày giao ước với Tiểu Trình chỉ còn lại một ngày cuối cùng, tối nay là cơ hội tốt nhất để giết anh. Lý Dục Thần nở nụ cười, anh vốn định bảo ông chủ Vương đi đón Đới Đình, nhưng bây giờ anh quyết định đích thân đi một chuyến. Lý Dục Thần tìm được bãi đỗ xe theo vị trí Sở Giao chia sẻ cho mình. Bãi đỗ xe rất rộng, chia làm nhiều khu. Phần lớn ô tô đỗ ở đây là đều xe báo hỏng, có mấy chỗ xe cứ xếp chồng chất lên nhau cao như nhà lầu cao tầng, bụi bặm phủ đầy trên xe, cho người ta cảm giác áp lực như ở vùng đất hoang sau tai họa. Có một mảnh đất trống giữa vòng vây ô tô bị vứt đi, nhiều chiếc xe sang đỗ ở đó, tuy cũng phủ bụi nhưng không che giấu được sự hào nhoáng của chúng, so sánh với vương quốc kim loại bỏ hoang xung quanh quả thực là hai thế giới khác biệt. Nơi này chính là nơi mà câu lạc bộ Giao Quang chuyên dùng để đỗ xe buôn lậu. Trong góc bãi đỗ xe còn có mấy dãy nhà mái bằng. Một bà lão đang cầm chổi quét tước ở mảnh đất trống trước dãy phòng ở. Tiếng chổi ma sát loạt soạt với mặt đất nghe có vẻ chói tai giữa vùng đất hoang lặng im của kim loại. Lý Dục Thần đi đến căn phòng ở góc trong cùng của dãy nhà. Thần thức của anh đã khóa chặt nơi đó, chắc hẳn Đới Đình đang ở trong căn phòng ấy. Bà lão quét sân không nhường đường cho Lý Dục Thần, chổi quét xạo xoạc, bụi đất bay lên trước mặt anh, màu đất vàng chết chóc âm trầm dưới ánh mặt trời. Lúc này Lý Dục Thần mới phát hiện bà lão nọ bị mù, hai hốc mắt tựa như bị chết một đống nước bùn đã khô, sợi tóc hoa dâm rủ xuống không giấu được vết sẹo như những con rết bò lổm ngổm trên khuôn mặt, cơn gió thổi qua, sợi tóc bay lên, đám rết ấy như sống dậy. Lý Dục Thần nhẹ nhàng vòng qua bà lão, không quấy rầy bà ta. Đi vào trong nhà, Lý Dục Thần lập tức nhìn thấy Đới Đình. Gian nhà rất đơn sơ, không khác những căn nhà lợp bằng tôn ở công trường là bao, bên trong nhà chỉ có một chiếc giường tầng. Đới Đình bị trói vào đầu giường, cô ấy không mặc quần áo, làn da nhẵn bóng, dáng người thướt tha bị dây thừng trói lại càng thêm nở nang, quyến rũ. Lý Dục Thần cau mày. Đới Đình thấy anh đến thì đỏ mặt, cô ấy nói, cậu Lý, cậu đừng đến đây, mau đi đi. Nơi này rất nguy hiểm. Lý Dục Thần không cảm thấy bất ngờ vì lời cảnh báo của cô ấy, tôi đã hứa với Sở Giao sẽ mang cô đi. Nói xong, anh đi đến chỗ Đới Đình. Đới Đình vội nội, không được, có người muốn giết cậu. Lý Dục Thần cười, trên đời này có rất nhiều người muốn giết tôi, cô cảm thấy tôi sẽ sợ à? Anh đi đến trước mặt Đới Đình, vươn tay ra xé rách dây thừng trói cô ấy. Khoan đã, Đới Đình vội vàng ngăn cản, có bom trói trên người tôi, sợi dây này nối với quả bom, nếu dây đứt thì bom cũng sẽ phát nổ. Lý Dục Thần ngó ra sau lưng Đới Đình, quả nhiên có một quả bom ở trên lưng Đới Đình, bị trói chung với hai tay của cô ấy. Anh không hiểu lắm về mấy món đồ hiện đại như thế này, nhưng dùng thức thần giả quét một lượt là anh đã biết được cách xử lý. Không sao, để tôi giúp cô tháo nó ra. Lý Dục Thần ngồi xổm xuống, chuẩn bị tháo bom trói trên người Đới Đình. Cô yên tâm, cho dù bom nổ thì cũng không làm tôi bị thương được, có tôi bảo vệ cô thì cô cũng sẽ không sao. Đới Đình nhìn Lý Dục Thần, phát hiện anh rất tập trung, ánh mắt anh trong sáng, không hề cất giấu ý định xấu xa nào cả. Đới Đình thở dài, nói, cậu Lý, cậu đi đi, người giết cậu còn có cả tôi nữa. Lý Dục Thần sửng sốt,
cô ư? Vốn dĩ tôi không nên nói ra, nhưng tôi không muốn hại cậu. Tôi là mồi, dùng sắc đẹp nhử cậu, hễ cậu thấy sắc nảy lòng tham mà trở nên rối bời thì bọn họ sẽ ra tay. Nhưng tâm tôi không loạn mà đúng không? Nhưng mà... Không cần nói nữa, ảnh hưởng đến tôi dỡ bom. Quả bom này đúng là tinh vi, kỹ thuật hiện đại kết hợp với thuật bẫy dập của Mặc Gia, thú vị đấy. Lý Dục Thần ngồi đó, trông có vẻ rất chuyên tâm. Bà lão mù ở bên ngoài vẫn đang xét sân, cây chổi quét loạt xoạt trên mặt đất. Đới đình thầy bà lão mù đã quét đến cửa. Bà lão dùng ánh mắt vô thần nhìn vào trong nhà, một tay cầm chổi, tay còn lại cầm một chiếc nỏ máy mini cực kỳ tinh xảo. Ngón tay bà ta khẽ động đậy. Một mũi tên nhỏ bắn ra từ chiếc nỏ máy, nó chỉ lớn bằng ngòi bút bi, ánh sáng màu bạc lóe lên, phần đuôi của mũi tên hãy còn ở trên nỏ mà đầu mũi tên đã xuất hiện ngay sau phần đầu của Lý Dục Thần. Mũi tên làm lơ không gian, im hơi lặng tiếng, giống như đặt lên đầu Lý Dục Thần mà bắn. Khi sát thủ cho rằng mũi tên này có thể giết chết Lý Dục Thần, một tia sáng màu đen thình lình xuất hiện sau đầu anh, đánh trúng đầu mũi tên. Keng một tiếng. Mũi tên biến mất ngay tức thì. Lý Dục Thần xoay người lại, một thanh kiếm màu đen xuất hiện trong tay anh. Đới đình trợn mắt, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cô ấy không hy vọng Lý Dục Thần chết, đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt sạch sẽ của Lý Dục Thần, biết được anh rõ ràng biết sẽ có nguy hiểm nhưng vẫn muốn đến cứu cô. Nhưng cô ấy phải nộp công trạng, điều này làm trong lòng cô cảm thấy mâu thuẫn. Bà già mù nói rằng đàn ông trên đời đều đáng chết. Đới đình cũng biết mọi tên đàn ông trên thế giới này đều đáng chết, nhưng nếu có một người không đáng chết, vậy chỉ có thể là Lý Dục Thần. Bà già mù ở cửa giường như cũng rất kinh ngạc, cứ đứng nghệt ra ở đó. Lý Dục Thần đi về phía bà ta. Đột nhiên đới đình trông thấy mũi tên kia thình lình xuất hiện ở sau đầu Lý Dục Thần. Lý Dục Thần cũng nhận ra sự hiện diện của mũi tên, anh trở tay vung kiếm, keng một tiếng, đánh bay mũi tên. Nhưng mũi tên lại xuất hiện ở huyệt thái dương bên trái của anh, mũi tên lóe sáng giữa hư không. Lý Dục Thần lại vung kiếm chém, đánh bay mũi tên. Mũi tên không ngừng biến mất giữa hư không rồi lại xuất hiện bên cạnh Lý Dục Thần từ những hướng khác nhau. Mỗi khi xuất hiện, nó lại bùng nổ sát ý cực kỳ mãnh liệt, giống như trong nháy mắt hút sạch sát ý trong thiên địa. Lý Dục Thần vung kiếm liên tục, mỗi khi rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Anh lại dùng kiếm khí hất mũi tên ra. Anh vừa vung kiếm, vừa đi về phía bà già mù ở cửa. Cho đến khi đứng trước mặt bà ta. Keng, lần này khi mũi tên lại bị kiếm khí đẩy ra, nó không xuất hiện nữa, bởi vì Lý Dục Thần đã cầm lấy bàn tay cầm nỏ của bà già mù, mũi kiếm huyền minh đã đặt lên cổ họng của bà ta. Bà thất bại rồi, Lý Dục Thần nói. Bà già mù run rẩy, không nói gì. Bà đã nói lần này không giết được tôi thì bà là người của tôi bảo bà làm gì thì bà phải làm cái đó. Lý Dục Thần trở tay, nỏ máy đã rơi vào tay anh. Anh nhìn chiếc nỏ máy, rồi tặc lưỡi thở dài, nỏ huyền cơ của Mặc Gia, đúng là tinh vi. Bà già mù thở dài, rồi giơ tay lên lau mặt, sau đó lột bộ tóc giả ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ. Sao cậu lại biết nỏ huyền cơ? Tôi không những biết mà còn biết cách dùng nó. Đáng tiếc là tu vi của cô không đủ, bằng không cô không cần đến gần, chỉ cần thần thức tập trung vào tôi là có thể giết tôi từ khoảng cách xa vài cây số. Nếu cô bước vào cảnh giới tiên thiên mà có chiếc nỏ này thì quả thực có khả năng giết tôi. Sao cậu lại biết được rõ ràng như vậy? Tôi có duyên với Mặc Gia, Lý Dục Thần nói, bây giờ, cô có thể nói cho tôi biết cô tên là gì rồi nhỉ? Ân Oanh. Anh. Lý Dục Thần cảm thấy cái tên này thật là kỳ lạ, nhưng anh không hỏi nhiều. Được rồi, mọi chuyện đã kết thúc, nghe nói Mặc Gia rất thủ tín, cô đã nói thì sẽ giữ lời chứ. Giữ lời chứ, Ân Oanh nói, nhưng nếu cậu bảo tôi làm việc tôi không muốn làm thì tôi sẽ chết cho cậu xem. Ví dụ, Ân Oanh nghẹn lời, không biết phải biểu đạt như thế nào, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Lý Dục Thần cười ha ha. Anh cất kiếm huyền minh đi, trả nỏ huyền cơ lại cho Ân Oanh, nói, đi thôi, về nhà với tôi. Về nhà. Ân Oanh giật mình, lần đầu tiên cô ấy nghe được hai chữ về nhà, trong ký ức của mình,
cô ấy chưa từng có nhà. Ân Oanh là cô nhi, từ khi có ký ức cô ấy đã lang thang trên đường phố. Khi ấy, có một nhóm trẻ con lưu lạc, cô ấy còn nhớ bọn họ có một thủ lĩnh, là một đứa trẻ ăn mày đẹp trai, dẫn dắt bọn họ cùng nhau đi ăn xin, cùng nhau lang thang đầu đường xó chợ, cùng nhau đi đến thủ đô. Nhóc ăn mày đẹp trai nói, thủ đô toàn là người có tiền, đến thủ đô rồi thì bọn họ không bao giờ phải lo đói bụng nữa, không cần sợ mùa đông bị chết cóng chết rét vì gió tuyết nữa. Thời ấy có một từ rất thịnh hành là phiêu bạt thủ đô, cô ấy là một đứa ăn xin trôi giạt đến đây, có lẽ bọn họ là nhóm người đặc biệt nhất trong tộc phiêu bạt thủ đô này. Sau đó, bọn họ bị một nhóm ăn mày khác đánh. Khi đó, cô ấy mới biết ăn xin cũng có bang phái và tổ chức. Không gia nhập tổ chức của những người đó thì không có tư cách đi ăn xin, ít nhất là không thể xin cơm trên địa bàn mà họ định ra. Nhưng có nơi nào không phải địa bàn của nhóm người đó? Đại ca đứng đầu nhóm của cô ấy, đứa trẻ ăn mày đẹp trai kia, bị người ta đánh chết, những người còn lại bị đuổi tán loạn. Cô ấy chạy vào ngọn núi hoang ở ngoại ô thủ đô, chịu đói 3 ngày mới gặp được sư phụ của mình bây giờ. Từ đó về sau, cô ấy trở thành một người mặc da, nhiều năm sau trở thành một sát thủ đủ tư cách. Nhưng cô ấy chưa bao giờ có được một mái nhà. Sư phụ nói, người mặc da không có nhà. Giang hồ chính là nhà của cô ấy. Cô ấy đi rất nhiều nơi, giết rất nhiều người. Cô ấy muốn trở lại thủ đô, báo thù cho thủ lĩnh ăn xin năm xưa. Nhưng sư phụ nói, người mặc da không có thù riêng. Trái tim cô ấy như bị vây trong hoang mạc, vĩnh viễn không có mái nhà yên thân, niềm an ủi duy nhất chính là đại ca ăn xin đẹp trai trong ký ức. Nhưng cô ấy vĩnh viễn không có cách nào báo thù cho cậu ấy, bởi vì không một ai sẽ trả tiền để sát thủ Cát Môn đi giết một tên ăn mày. Một ngày nọ, một tin tức làm thủ đô chấn động, Trương Điên chết, Yếu Môn bị hủy diệt. Ân Oanh cho rằng sư phụ mình làm, ngoại trừ sư phụ, cô ấy không nghĩ ra còn có ai khác có thể làm được điều ấy. Cô ấy hưng phấn chạy đi cảm ơn sư phụ, nhưng lại bị sư phụ mắng một trận. Sư phụ nói, người mặc da không có người thân, người mặc da không có thù riêng. Trương Điên không phải do bà ta giết, Yếu Môn cũng không phải do bà ta tiêu diệt. Ân Oanh mờ mịt, ai đã báo thù giúp cô ấy? Cách đây không lâu, cô ấy nhận được một nhiệm vụ ám sát, đối tượng ám sát là Lý Dục Thần, nhân vật thình lình xuất hiện, nổi tiếng khắp thủ đô dạo gần đây. Để hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy bắt đầu điều ra Lý Dục Thần, bấy giờ cô mới phát hiện chính cậu Lý là người đã giết Trương Điên, tiêu diệt Yếu Môn. Cô ấy khóc lóc cầu xin sư phụ hủy bỏ nhiệm vụ này. Nhưng sư phụ nói, quy tắc của Cát Môn là đã nhận nhiệm vụ thì nhất định phải hoàn thành. Sư phụ nói cho cô ấy biết, họ Lý không phải người tốt, nếu không có quy định mặc ra không có thủ riêng thì bà ta đã đích thân ra tay giết Lý Dục Thần rồi. Ân Oanh không có cách nào khác, chỉ có thể đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trong lòng cô ấy vẫn biết ơn Lý Dục Thần, cô ấy cũng biết anh không phải là người xấu. Bởi vậy sau 3 lần ám sát thất bại, cô ấy mới bốc đồng nói rằng nếu mình thất bại lần nữa thì sẽ mặc cho anh xử trí. Nghe được Lý Dục Thần nói 2 chữ về nhà, Ân Oanh bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng, giống như người đi lạc trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo, như con thuyền cô độc phiêu giạt thấy được hòn đảo giữa biển khơi. Này, nỏ huyền cơ cậu trả lại cho tôi thật đấy à, Ân Oanh hô lên. Đây là trọng khí của Mặc gia, tôi giữ lại làm gì? Nhưng mà... Đừng nhưng nhị nữa, đi thả đới đỉnh đi, cùng nhau đi thôi. À! Ân Oanh vội vàng đi vào cởi trói cho đới đỉnh, phá hủy thiết bị bom, sau đó tìm quần áo cho cô ấy mặc vào. Sau khi mặc quần áo xong, 2 cô gái nhìn nhau, mỗi người đều mang tâm sự riêng, cùng nhau đi ra ngoài. 2 người bọn họ thấy Lý Dục Thần đi sang bên cạnh, nơi đó là một lô cốt được dựng nên bằng đống ô tô vứt đi. Sắc mặt của Ân Oanh thay đổi. Cô ấy nhắc, cậu Lý, cửa ra ở đằng kia. Lý Dục Thần không dừng lại, anh nói, cô giả làm bà già mù quét sân đến giết tôi thì không thể ném bà lão ấy ở đây không quan tâm được. Ân Oanh còn định ngăn cản nhưng Lý Dục Thần đã đi vào. Sắc mặt của cô ấy và đới đình đều thay đổi. Lý Dục Thần đi vào đống đổ nát, nhìn thấy bà già mù nằm trên mặt đất. Anh dùng thức thần giả quét, phát hiện hơi thở và nhịp tim của bà ta cực kỳ yếu ớt.
yếu đến mức giống như một người sắp chết. Anh cau mày lại gần, ngồi xổm xuống, giơ tay bắt mạch cho bà lão. Mạch rất yếu, gần như không có hô hấp. Nếu có bác sĩ ở đây thì chắc chắn bác sĩ sẽ bảo người nhà của bà cụ chuẩn bị hậu sự. Lý Dục Thần móc một viên thuốc ra, cười nói, bà gặp được tôi là may mắn lắm đấy. Anh đang định nhét viên thuốc vào miệng bà lão nọ, thì đột nhiên bàn tay bà lão để trước ngực động đậy. Một con dao găm xuất hiện trong tay bà ta, nói một cách chính xác hơn là một thanh đoản kiếm, bởi vì nó dài hơn dao găm một chút. Thân kiếm đỏ nhạt, có những đường sọc mảnh, giống như miếng phi lê cá hồi mỏng trong suốt. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sát ý mãnh liệt bỗng bộc phát, thiên địa đông lại thành xương, giống như toàn bộ khí lạnh từ kim loại của những chiếc xe bỏ đi chất đống trong bãi đỗ xe đều bị thanh kiếm này hút đi. Ngư trường. Lý Dục Thần nhìn một cái là nhận ra ngay, đó là thanh kiếm được ghi trong ghi chép về danh kiếm Côn Luân của Mạc Gia Ngư Trường. Đó là vua của Thích Khách, là kiếm của dũng giả. Trước khi sát khí lộ, kiếm không hiện, sát ý bùng nổ, kiếm khí cũng bộc phát. Trong nháy mắt ấy, thiên địa biến sắc. Lý Dục Thần nhanh chóng lùi lại, nhưng anh cách sát thủ quá gần, tốc độ của Ngư Trường nhanh như chớp, tức khắc đâm vào ngực anh. Lý Dục Thần lùi lại, bước chân bịch, bịch nặng nhọc, anh đau đớn ôm lấy ngực. Đoàn kiếm đâm vào trái tim anh, chỉ có chuôi kiếm lộ ra bên ngoài. Cậu Lý, Đới Đình và Ân Oanh chạy từ phía sau tới, nhìn thấy con dao găm cắm vào ngực Lý Dục Trần, trong lòng có chút hoảng sợ và áy náy. Ha 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 ha, bà già mù nhảy từ trên mặt đất lên, cười lớn nói, Lý Dục Thần, hôm nay dùng hai vũ khí hạng nặng mới của nhà họ Mạc giết chết cậu, cũng coi như là vinh hạnh của cậu. Thì ra các người cùng một nhóm, vẻ mặt Lý Dục Thần thống khổ. Bà già mù nghiêng đầu, đôi mắt trống rỗng không nhìn thấy gì, Ân Oanh, nói cho ta biết, có phải bây giờ tên nhà họ Lý kia đang rất đau khổ đúng không? Ân Oanh đột nhiên quỳ xuống, sư phụ, xin người có thể thả cậu ấy đi được không? Đới Đình cũng quỳ xuống nói, sư phụ, thả cậu ấy đi, cậu ấy là người tốt. Người tốt, bà già mù hừ lạnh một tiếng. Nếu tên họ Lý kia là người tốt thì trên thế giới này sẽ không có kẻ xấu. Ta đã sớm nói với các con, đàn ông không có ai tốt cả, sao các con lại không nghe? Tên nhóc này cho các con uống canh mê hồn gì mà các con lại cầu xin cho cậu ta? Ta biết rồi, bà lão hình như hơi hiểu ra, nhưng thanh âm càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Cậu ta là con trai của Lý Vân Hoa, nhất định có dung mạo giống như Lý Vân Hoa, có thể mê hoặc chúng sinh. Các cô gái, các con phải nhớ kỹ. Đàn ông càng đẹp trai bao nhiêu càng không phải thứ tốt đẹp gì. Sư phụ, Ân Oanh vẫn muốn cầu xin. Bà lão lạnh giọng quát, câm miệng, nếu con lại cầu xin cho cậu ta thì con không còn là đồ đệ của ta nữa. Ân Oanh hoảng sợ không dám nói nữa. Bà lão đột nhiên cười quái dị, cho dù ta thả cậu ta đi, cậu ta cũng không thể sống sót. Từ xưa đến nay, bao nhiêu hoàng đế và danh tướng đều chết dưới kiếm Ngư Trường. Nếu Ngư Trường nhập vào người thì sẽ chết, chưa có ai bị Ngư Trường đâm mà còn có thể sống sót. Lý Dục Thần che ngực, thống khổ hỏi, bà biết bố tôi. Bà là ai, vì sao lại muốn giết tôi? Bà lão cười lạnh nói cho cậu cũng không sao. Hãy nhớ kỹ, tôi tên Đoàn Phù Dung, giết cậu bởi vì cậu có một người bố còn hơn cả cầm thú. Lúc đó, tuy nhà họ Đoàn chúng tôi không ở thủ đô nhưng cũng là danh môn vọng tộc hạng nhất ở Thạch Môn. Bởi vì từ khi sinh ra tôi đã xinh đẹp nên được mệnh danh là Phù Dung Thạch Môn, khi nhà họ Lý nghe nói liền nhờ người đến làm mai, muốn gả tôi cho Lý Vân Hoa. Bố mẹ tôi nghe nói Lý Vân Hoa là công tử ăn chơi trác táng đệ nhất thủ đô, suốt ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng thì không muốn gả tôi đi. Nhưng e ngại nhà họ Lý quá quyền lực nên họ không thể từ chối, liền nói để người trẻ gặp nhau, việc của người trẻ thì để người trẻ tự quyết định. Ngay khi nhìn thấy Lý Vân Hoa ở thủ đô, tôi đã yêu ông ta như ăn phải thuốc mê hồn, bất chấp sự phản đối của bố mẹ, thậm chí còn không trở về nhà. Bố mẹ tôi không thể thay đổi được tôi, vì vậy họ đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhà họ Lý và nhà họ Đoàn đã thảo luận kết hôn, nhà tôi cũng đã đặt mua của hồi môn cho tôi còn đang mơ đẹp, chờ được làm con dâu của nhà họ Lý, chờ ngày độc chiếm Mỹ Nam đẹp nhất thủ đô, nhưng lại đã quên mất Lý Vân Hoa là người như thế nào. Ông ta suốt ngày quanh quẩn bên ngoài, trêu hoa ghẹo nguyệt,
không biết vướng phải bao nhiêu nợ phong lưu. Tục ngữ nói, nếu ra ngoài làm việc không tốt thì sớm muộn gì cũng phải trả giá. Không phải không có quả báo, mà là chưa tới thời điểm. Nhưng quả báo này lại báo ở trên người tôi trước. Có một người phụ nữ tên là Nguyệt Tiên Lăng. Khi nhắc tới cái tên này, biểu cảm trên mặt bà lão vặn vẹo, vết sẹo hình con rết dường như sống dậy, bò khắp mặt, giọng nói tràn đầy hận ý nghiến răng nghiến lợi. Nguyệt Tiên Lăng tìm tới nhà tôi, châng cháo nói Lý Vân Hoa là người của bà ta, những người khác đều không xứng với ông ta. Bà ta muốn cùng Lý Vân Hoa lên núi tu luyện, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Vậy mà Lý Vân Hoa lại vâng vâng dạ dạ, vừa nói chuyện kết hôn với tôi, vừa vương vấn chưa dứt với bà ta. Tôi tức giận, đến gặp Nguyệt Tiên Lăng để tranh luận, nói cho bà ta biết, nhà họ Lý và nhà họ Đoàn đã đính hôn, vốn muốn cho bà ta biết khó mà lui. Không nghĩ tới. Thân thể bà lão run rẩy kịch liệt, tựa như nhớ tới chuyện vô cùng đau đớn. Không nghĩ tới, bà ta chẳng những không rút lui, còn bắt tôi lại, chọc mù hai mắt tôi, hủy hoại dung mạo của tôi, dùng mọi cách làm nhục tôi. Tôi mới biết được, bà ta vậy mà không phải phụ nữ, bà ta là một yêu quái bất nam bất nữ. Lý Vân Hoa không chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, còn yêu đương với loại yêu quái bất nam bất nữ này. Cậu nói xem, ông ta có rác rưởi hay không, có khốn nạn hay không? Lý Dục Thần nghe được, chết lặng. Anh không ngờ bố anh lại có quá khứ như vậy. Nguyệt Tiên Lăng không phải là trưởng môn phái Vương Ốc sao? Bất nam bất nữ là sao? Chuyện gì đã xảy ra giữa bố và Nguyệt Tiên Lăng? 20 năm trước, nhà họ Lý bị diệt vong, Nguyệt Tiên Lăng là thủ phạm chính, chẳng lẽ hận thù bắt nguồn từ tình yêu? Còn bà già mù trước mặt, nếu lời bà ta nói là sự thật thì quả thực rất đáng đồng cảm. Ân Oanh và Đới Đình nghe được chuyện này cũng tái mặt. Lần đầu tiên Ân Oanh biết được nguồn gốc ngoại hình xấu xí của sư phụ mình. Vừa nghĩ tới cảnh tượng sư phụ chịu khổ, trái tim cô ấy liền quặn lên. Cô ấy quá buông thả, vậy mà chưa bao giờ nghĩ đến sư phụ, đi theo sư phụ hơn 10 năm, nhiều lần bướng bỉnh, tùy hứng, khiến sư phụ tức giận. Đới Đình vừa trải qua gian khổ, nghe được câu chuyện của Đoàn Phù Dung, càng cảm thấy đồng cảm như chuyện của bản thân mình. Nhưng chuyện này cũng mang đến cho cô ấy một tia sáng và hy vọng trong tuyệt vọng, sư phụ đã chịu đựng quá nhiều đau khổ như vậy, vậy nỗi đau khổ mà cô ấy phải chịu thì có tính là gì đâu. Trong cuộc sống, không có trở ngại nào là không thể vượt qua. Toàn thân Đoàn Phù Dung run rẩy, hận ý đầy trời theo ký ức phủ đầy bụi bặm được mở ra như nước lũ dâng trào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.